Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Trần Phùng. Chúng ta cùng nghe một tác phẩm mới của bạn ấy, Người Mẹ Nhẫn Tâm. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Buổi chiều nơi thị thành này bằng một cách nào đó luôn cho người ta cảm giác nôn nóng đến lạ. Chắc có lẽ họ sợ nếu chậm một chút thôi sẽ phải đứng chờ thang máy tại cơ quan, rồi muộn giờ đón vợ, đón chồng, đón con. Hoặc giả dụ như họ chậm chạp quá, lại chẳng thể thoát khỏi cái cảnh kẹt xe ở Lăng Cha Cả hay ngã tư Bảy Hiền, những nút giao thông trọng điểm của Sài Gòn. Nhưng đã từ lâu rồi, Thúy không còn mấy thụ hưởng thứ cảm xúc đó nữa. Chẳng phải cô được ưu tiên chi cho Cam, đơn giản chỉ là không có ngày nào cô về nhà trước 9 giờ tối. Công việc làm nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản không cho phép cô được ăn ngủ đúng giờ. Thậm chí bất kể khi nào khách cần, cô cũng đều phải có mặt. Oái oăm thay, sắp tới cô còn chuẩn bị được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng cho đầu năm sau. Việc cố gắng chứng tỏ thực lực vốn là điều cần thiết. Song con gái cô có vẻ không hiểu rõ điều đó. Con bé mới lên lớp 10 thôi, nhưng trông lại chín chắn hơn tuổi rất nhiều. Ấy vậy mà nó vẫn chẳng thôi cầu nhàu mỗi khi Thúy về nhà muộn, hay những lúc để nó ăn cơm một mình. Dĩ nhiên con bé vẫn hoàn thành rất tốt việc tự chăm sóc bản thân. Đó chắc chắn là thành quả nhờ cách giáo dục độc lập và cứng rắn mà Thúy dành cho nó. Con bé không có cha. Thực chất là cô không biết rằng ai mới là cha của con bé trong số hàng tá cả bạn trai cũ. Nhưng Thúy cũng chẳng buồn quan tâm. Cô nghĩ rằng một căn nhà lớn, một điều kiện giáo dục tốt, tiền bạc dư dả có thể thay thế vị trí người cha một cách hoàn hảo. Cũng giống như cô bây giờ, đàn ông vốn đã trở thành món đồ tiêu khiển từ lâu. Tiếng chuông điện thoại bên trong túi đột nhiên đánh động những giác quan của Thúy. Nhìn vào ký tự hiện lên trên màn hình, cô bất giác thở dài ngao ngán. Dạ, em nghe nè sếp. Phía đầu dây bên kia, một người với muôn vàn cảm xúc kìm nén chờ nghe được giọng của Thúy liền tuôn ra ngay. Em ơi, bố mẹ chị mất rồi, bây giờ chị phải về quê gấp. Ngày mai em chủ trì cuộc họp với sếp tổng giúp chị nha. Chị sẽ gửi các nội dung với thống kê qua cho em. Thúy nghe thấy được cái nghẹn ngẹn nơi cổ họng của người cấp trên. Cô thường chẳng thấy bà ta trong tình trạng như thế này. Thay vào đó là chất giọng đanh thép. Bà ta đã khiến cho không ít nhân viên phải khổ sở đến nhường nào, kể cả Thúy. Nếu không phải vì có tinh thần thép, chắc chắn cô đã nghỉ việc ở đây từ lâu. Dĩ nhiên biết rằng chẳng nên, nhưng nhìn thấy thảm cảnh của mụ ta, bất giác cũng đem lại chút thi vị cho cô. Em xin chia buồn với gia đình chị ạ. Thúy cố gắng tạo ra vài tiếng sụt sịt đầy sinh động cho vở tuồng do chính mình biên soạn. Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Chị cứ yên tâm mà lo hậu sự cho hai bác. Xong cuộc họp, em và các bạn sẽ thu xếp đến thăm nhà chị ạ. Chị cảm ơn em, cố gắng giúp chị nha. Người đàn bà có vẻ biết ơn hoặc không. Thường những người làm công việc như Thúy dễ gì lại không trang bị thêm cho mình kỹ năng diễn xuất. Càng ở chức vị cao, thứ kỹ năng ấy sẽ càng thượng thừa gấp bội. Nhưng dẫu biết là như thế, thì cũng có đôi khi Thúy chẳng thể giữ được bình tĩnh trước những yêu cầu quá quắt từ cấp trên. Bây giờ đã hơn 8 giờ. Để làm trọn vẹn các báo cáo cho cuộc họp thường niên ngày mai, phải ngốn của cô hết vài ba tiếng. Nhưng mà không sao, đây có thể là cơ hội đối với cô. Chỉ cần làm cho những vị sếp lớn ấn tượng, cô nhất định có thể hất cẳng con mụ kia đi, và rồi chiếm chệ ngồi ở chức quản lý cấp cao thay cho mụ. Nếu thật tình được như thế, thì xem ra cái chết của hai người già kia quả thực có giá trị lắm thay. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cho Thúy có thêm động lực mà vui vẻ tiếp tục công việc. Nhưng khi những chiếc bàn phím lại bắt đầu lách tách vang lên thì tín hiệu từ điện thoại một lần nữa réo rắt bên tai cô. À, mày nghe nè. Thúy áp sát thiết bị điện tử, kẹp giữa tai và một bên vai, đầu ngoẹo sang một bên, trong khi hai bàn tay thi nhau mà gõ liên tiếp. Khi nào mẹ về? Giọng một đứa con gái lè nhẹ cất lên qua đầu dây. Mẹ chưa có xong việc, con ăn cơm rồi học bài ngủ sớm đi. Nhưng mà mẹ có hứa với con rồi mà. Hứa cái gì? Sự mệt mỏi khiến cho câu hỏi của cô dường như mất đi bản chất thật của nó. Mẹ nói hôm nay sẽ dắt con đi ăn nhà hàng mà. Thúy thở hắt ra một cách đầy thô bạo. Cơn nóng bừng bừng nơi cổ họng khiến cho cơ tay của cô cũng tê liệt hoàn toàn. Cô nghiêm túc giữ lấy chiếc điện thoại, đứng dậy khoanh tay, một hình thái oai nghiêm nhất như một vị thủ lĩnh trong tương lai. Mai Anh à, con lớn rồi, bớt đòi hỏi đi. Tự nhiên khi không đòi đi ăn nhà hàng là sao? Tiếng quát nạt của Thúy khiến cho vài người đồng nghiệp xung quanh giật mình. Họ nhìn cô thay cho lời nhắc nhở, nhưng dễ gì Thúy để tâm. Con đâu rồi? Sao không lên tiếng? Cô khó chịu khi thấy thời gian của mình bị trôi đi quá vô bổ, chỉ để lắng nghe tiếng con bé thở ra hít vào. Phải một lúc lâu sau, khó khăn lắm Mai Anh mới dám mấp máy vài từ nho nhỏ. Hôm nay là sinh nhật con. Có vẻ như con bé đang khóc. Cô nghe được tiếng sụt sùi. Dĩ nhiên, chúng chân thật hơn những gì bà sếp kể qua điện thoại. Nhưng nó không quan trọng bằng việc con bé vừa mới vạch trần sự thiếu trách nhiệm của cô. Dù rằng Thúy biết sẽ không ai nghe thấy chúng đâu, nhưng nó cũng khiến cô tự ái ghê gớm. Và tự ái hay sĩ diện thường hay giết con người ta dễ như bỡn. Chúng làm cho con người ta trở thành những con thú vô minh, bất phân phải trái đúng sai, chỉ cần chăm chăm vào cái lối suy nghĩ độc tôn của riêng mình. Con đừng có tưởng là mẹ không nhớ nha. Thúy vừa răn đe con nhỏ, vừa cúi rạp người di chuyển con chuột trong màn hình máy tính, cho đến khi nhận ra con số 18 tháng 12 to tổ chảng. Mẹ bận bịu quá nên quên coi lịch. Tôi lỡ rồi, mai mẹ bù cho con nha. Tuy nhiên, hành động xuống nước gượng gạo của cô không mấy hiệu quả với con bé. Nó im lặng chẳng thèm đá động gì ngoài những tiếng khóc nức nở. Nè, lớn rồi mà bày đặt khóc nhè nữa. Con 15 tuổi rồi đó. Sự kiên nhẫn của Thúy đã đạt tới giới hạn. Âm lượng giọng của cô nhỏ dần, nhưng là bởi vì phải chật vật chen qua giữa các kẽ răng đang nghiến vào nhau. Mai Anh à, con cứ như vậy hoài là mẹ đập cho một trận thì đừng có trách nghe chưa. Mẹ có nhớ bao lâu rồi hai mẹ con mình chưa ăn cơm với nhau không? Con biết là mẹ trăm công ngàn việc, làm sao mà mẹ nhớ. Vài người đồng nghiệp có lẽ vì chẳng chịu được tiếng quát tháo của Thúy nên cũng đã đứng dậy thu vén đồ đạc. Khi họ đi qua chào tạm biệt, như một lẽ thường, Thúy lại mỉm cười. Nhưng khi họ khuất bóng, văn phòng chìm trong tĩnh lặng, thì cũng là lúc cơn phát tiết của Thúy được dịp tuôn trào. Mẹ còn rất nhiều công việc. Đáng lý thay vì trách mẹ, con phải hiểu và thông cảm cho mẹ mới đúng chứ. Trên đời trời đất, mẹ chưa thấy đứa con nào mà ương ngạnh ngang bướng như con đó. Tại sao con phải thông cảm cho mẹ, trong khi mẹ hết lần này tới lần khác thất hứa với con? Ngay cả sinh nhật mẹ cũng quên luôn. Thúy thở hắt ra. Cô có thể cảm nhận sức nóng từ trong hơi thở của chính mình. Nếu như không phải vì tốn tiền lo tiền học, tiền ăn, tiền uống, tiền mua quần áo, sắm sửa đủ thứ cho con, thì mẹ sẽ không bao giờ quên đâu. Con bé thể hiện sự đuối lý bằng cách im lặng trong vài phút trước khi khó nhọc nói. Ý của mẹ là nếu như không có con á thì mẹ sẽ không phải... Đúng vậy. Nếu như không có con, mẹ sẽ không chịu khổ cực đi làm quần quật 12 tiếng một ngày, hết bị bà sếp ức hiếp rồi lại bị khách hàng đại ái đủ kiểu. Nếu như không có con, mẹ có thể sẽ an nhàn ở một bãi biển nào đó, rồi thư giãn, sống thanh bình, mà không lo không nghĩ gì. Mẹ hy sinh cho con đủ thứ, để giờ này con quay sang trách mẹ, chứ vì mẹ quên ngày sinh nhật của con sao? Con có thấy con ích kỷ hay không? Sau một tràng mắng mỏ không ngớt, cuối cùng Thúy cũng dừng lại. Nhưng cũng lúc đó, cô chợt nhận ra cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ. Cô chẳng biết con bé đang nghe tới đoạn nào. Nó có thực sự đã ngộ ra điều gì đó hay chưa, hay lại giận dỗi, làm trận làm thượng. Dĩ nhiên Thúy sẽ không gọi lại cho nó. Cô biết con bé là một đứa bướng bỉnh, và thứ ấy cũng là được di truyền từ cô mà ra. Còn lại cô chẳng biết những thứ tính cách lầm lì hay học đòi ấy của con bé là từ ai. Nếu cô biết được, chắc chắn cô sẽ nguyền rủa gã vì đã quăng cho cô một bài toán quá sức nan giải. Còn chứ cái. Thúy hậm hực đặt điện thoại xuống bàn làm việc, rồi tiếp tục với đống công việc đang dang dở. Qua chiếc màn hình máy tính, những dòng chữ chi chít như đang thử thách nhãn quan của cô. Phải chật vật lắm, Thúy mới ngăn cơn buồn ngủ kéo đến với mình. Bất ngờ nơi phía cửa sổ cách đó chẳng xa, một cơn gió quái đản đột ngột ùa vào, kéo lê những mảnh giấy nằm trên bàn bay đi tứ tán. Khỏi phải nói, việc ấy đã khiến cho cơn tục tằn trong cô trào ra tới nơi vành môi. Cô đứng dậy, vơ vài mảnh giấy tờ cho vào tay, trong khi miệng chẳng ngừng nguyền rủa kẻ nào đã quên đóng nó trước khi ra về. Nay mai đây, khi cô đã là trưởng phòng, chắc chắn sẽ có một điều luật mới trong quy định. Thúy đứng trước ô cửa sổ to bản, được chắp nối từ hai khung kính với hệ thống kéo trượt. Thông thường để đóng lại, người ta chỉ cần kéo sao cho cả hai bên khít khao với ô cửa, khóa chốt là xong. Dĩ nhiên là không thể làm khó được cô. Nhưng chỉ trong một cái đảo mắt, hình ảnh phản chiếu trong gương bỗng khiến cho cô giật mình. Thúy nhận ra dường như sau lưng cô có một thứ gì đó. Không mất nhiều thời gian, Thúy chắc mẩm đó là một đôi chân duỗi thẳng đang vẫy vùng trong không trung. Hoảng loạn, cô lập tức quay đầu lại như xác minh. Tuy nhiên ngoài một dãy bàn ghế văn phòng được sắp xếp theo trình tự ra, thì tuyệt chẳng có thứ lạ gì. Dù có ngước đầu nhìn lên trần nhà, cũng chẳng đem lại cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Thúy mệt nhọc thở dài ngao ngán, đồng thời xoa hai bên thái dương để xua đi bớt cơn hoang tưởng. Nhưng cho đến khi cô thử nhìn lại phía ô cửa sổ, thì lần này đập vào mắt cô chính là hình ảnh hai chiếc chân gầy gò đang đặt trên vai mình. Thúy lập tức hét lên trong hoảng loạn, rồi nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại, chạy ra khỏi phòng làm việc. Trong lúc ấy, những chiếc đèn trần đột nhiên thi nhau liên tục chớp nháy không ngừng. Có cái đã bị quá tải, vỡ ra tanh tách, văng vô số mảnh thủy tinh theo từng bước chân vội vã của Thúy. May mắn là cô đã kịp tháo chạy. Nếu chậm chân, cô có thể sẽ bị vỡ tung như chúng cũng nên. Đoạn hành lang vắng tanh nhanh chóng hiện ra. Lạ thật, đã có lúc Thúy còn về muộn hơn hôm nay nhiều. Nhưng không khi nào tòa nhà nơi công ty cô làm việc lại vắng vẻ như thế này. Chỉ trừ phi đây vốn không phải là công ty của cô, mà là một thế giới u ám kỳ quái nào đó chăng. Thúy tự huyễn hoặc bản thân mình và cố bước nhanh nhất để đến được thang máy. Mỗi một lần gót dài của cô nện xuống sàn, thì đồng thời cả dãy hành lang lại rộn lên những âm thanh tương tự. Chúng càng khiến cho Thúy nhận ra rằng cô đang đơn thương độc mã. Xung quanh cô là bóng đêm và tĩnh lặng, những thứ có thể sẽ nuốt chửng cô bất kỳ lúc nào. Chiếc thang máy mở ra đáp ứng kỳ vọng của cô. Thúy lao vào bên trong, một hành động mà chỉ những kẻ đã trễ giờ và xuồng xả mới làm. Thúy bình thường nhã nhặn, cố gắng tỏ ra đường hoàng nhất có thể. Phải chăng nó là một dạng tác phong mà cô định hình cho ngày trở thành trưởng phòng? Nhưng bây giờ chẳng thiết tha chi với cô. Trưởng phòng sao? Ăn nói lịch sự, đi đứng khoan thai sao? tất cả nhanh chóng bị bỏ xóa. Đường phố Sài Gòn giờ này như một cô đào chuẩn bị lên đồn để tiếp tục những cuộc hoang đàn xuyên đêm. Đèn đường văng lung linh, trên cao cao mấy hàng cây nơi góc đường Lê Duẩn hay xung quanh sở thú cũng đã được trang hoàng bởi vô số phục sức lộng lẫy. Trác trến, dơ giấy, tanh tưởi được các công nhân tập kết lại, để rồi lát nữa đây chúng sẽ bị tống khứ ra một nơi bãi hoang nào đó. Rồi con người ta lại nô nức ùa nhau ra đường, vì mưu sinh, vì một cuộc vui nào đó, hay những buổi hẹn hò trai gái, chẳng rõ được. Người Sài Gòn đôi khi ra đường mà chẳng thèm có mục đích, ngồi tề tựu chuyện trò. Có thể họ muốn lượn quanh hồ con rùa để ngắm nghía nam thanh nữ tú ngồi tề tựu chuyện trò. Có thể họ vòng qua nhà thờ Đức Bà để xem tháo dỡ những lớp sắt thép vô tri kia xuống hay chưa, hay là để nhìn coi người ta đã chuẩn bị gì, đã kiến tạo gì lên cơ thể mỹ miều của Sài Gòn vào những ngày cận Tết. Xong, dẫu cho người ta vui vậy, nô nức là như thế, trong lòng Thúy chỉ có độc một nỗi lo. Cô nhìn thấy bao nhiêu khoản chi tiêu sắp tới, nào là mua quà biếu tặng, nào là sắm sửa đồ đạc, quần áo mới cho gia đình, và cái áp lực phải đua đòi một món đồ hiệu nào đó tưởng thưởng cho chính mình. Nhưng riêng trong hôm nay, Thúy còn có thêm nỗi hoang mang lo sợ. Cô chạy xe và liên tục thở gấp. Dù đã cách công ty một quãng xa, sự sợ hãi trong cô vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Cô chẳng biết thứ mình gặp có phải là ma quỷ hay không, hay chỉ đơn thuần là do tinh thần của cô đã quá mệt mỏi tới độ ảo tưởng về những sự việc đó. Nhưng cho dù đó là vấn đề gì, thì cô nghĩ rằng cô nên về nhà vào lúc này. Đương nhiên cô sẽ chuẩn bị một món quà gì đó cho Mai Anh. Nó đơn giản hơn nhiều so với một bữa ăn. Với vài người, thời gian quả tình là một món trang sức quý hiếm và đắt tiền mà họ chẳng muốn san sẻ với ai, kể cả con cái. Nhà của Thúy nằm ở quận 12, một khu vực gần như là ngoại thành Sài Gòn. Nhưng trong tương lai, chắc chắn Thúy sẽ bán nó và chuyển vào trung tâm thành phố, và đồng nghĩa với việc cô phải chăm chỉ hơn nữa, ít nhất là phải nhanh hơn tốc độ tăng giá của nhà đất tại đây. Thật ra chuyện ấy là vô cùng bất khả thi nếu căn nhà này không phải là tài sản do thụ hưởng từ ba mẹ cô sau khi họ qua đời. Lại nói về cái chết của ông bà, nó diễn ra vào một ngày mùa hè cách đây độ chục năm về trước. Lúc đó con bé Mai Anh chỉ vừa mới lên 5. Trong một lần đi chợ, cả hai ông bà bị một chiếc xe tải từ một xưởng gỗ nào đó tông trực diện vào. Cả hai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, tuy nhiên đều đã qua đời ít lâu sau. Cũng từ dạo ấy, căn nhà chính thức thuộc sở hữu của Thúy, người con gái độc nhất của ông bà. Theo tỷ giá hiện thời, bán nó đi thì Thúy chỉ cần vay ngân hàng thêm chút ít để có được căn nhà mới, và dĩ nhiên cô muốn thực hiện nó một cách nhanh nhất. Việc ngày nào cũng phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, tắm rửa chải chuốt để đảm bảo mình đến cơ quan lúc 8 giờ khiến cho cô phát nản. Cũng may vào những buổi tối như thế này, cô chỉ mất một nửa thì giờ vì chẳng còn kẹt xe. Nhưng mà nó cũng có những hạn chế. Ví dụ như để chạy được vào nhà mình, Thúy phải đi ngang một con đường hẻm vắng ngắt, chỉ có độc mỗi hai hàng cây cùng với mấy ngọn đèn đường. Mỗi khi lướt qua một thân cây, cô lại thầm mừng rỡ vì chẳng có một bóng ma hay một tên biến thái nào nấp ở phía sau, rồi chờ cho cô đến sẽ nhảy bổ ra mà làm sằng bậy. Hôm nay sự lo lắng ấy thậm chí còn nhân lên gấp bội, khi tâm trí của cô vẫn còn dư âm của những điều quái dị xảy ra tại văn phòng. Thúy cố rít ga thật nhanh, hòng tránh né tầng tầng lớp lớp những chiếc bóng cây đang phủ xuống mặt đường. Bất kể khi nào có cơn gió đung đưa qua, chúng lại rủ rượi, co giật lên từng hồi, như những bàn tay cỡ rộng sẵn sàng tóm lấy cô. Cho nên dẫu biết rằng tóc tai đã lòa xòa lắm rồi, áo khoác ngoài còn chưa kéo lên kín đáo, thậm chí chiếc bánh kem của con bé Mai Anh đang lắc lư mà cô chắc mẩm khi về đến nhà nó sẽ chỉ còn là một mớ hổ lốn. Thúy vẫn cố gắng bỏ qua mọi sự trên đời. Việc cô muốn bây giờ là toàn mạng trở về nhà. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách cái ngã tư nữa thôi, bất ngờ Thúy chợt khựng lại. Cô nhận ra một bóng dáng người rất quen thuộc đang bước đi lững thững trên vỉa hè. Thân thể mảnh khảnh, mái tóc dài chấm hông, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt với đầy những họa tiết hoạt hình. Rõ ràng đó đích thị là Mai Anh, con của cô. Nhưng tại sao con nhỏ ở đây vào lúc này chứ? Đáng lý ra nó phải đang ngủ, hoặc chí ít cũng phải ngồi học bài chứ. Mai Anh! Cô quát lớn, đồng thời chạy về phía con bé với tâm thế sẵn sàng cho một cơn thịnh nộ đang chực chờ. Mà khổ nổi, con bé cứ như một kẻ say rượu bước đi trong vô thức, hoàn toàn không phản ứng gì trước tiếng gọi của Thúy. Nó cứ vậy mà lướt ngang qua trước mặt cô, đi vào một con hẻm ngay bên cạnh, rồi mất hút đi. Quả tình là mất hút, bởi Thúy nào có tìm thấy được bất cứ thứ gì thuộc về nó, dù chỉ là một tiếng bước chân. Con bé đã thực sự biến mất, bốc hơi, bay lên trời, hay một kiểu đại loại nào đó mà Thúy chẳng tài nào hiểu được. Cô tức tối đánh xe chạy vòng quanh khắp nơi. Cuối cùng trôi qua hơn nửa giờ đồng hồ trong vô ích. Dĩ nhiên cô chẳng lo lắng, vì Thúy biết rằng thể nào con bé cũng trở về sau ít lâu. Việc nó không nghe được tiếng Thúy gọi có thể do tai đang bận đeo headphone nghe nhạc. Cô cũng đã nghĩ tới việc nó cố tình làm một cách trả đũa cô cũng nên. Dù sao ở trường hợp nào, con bé cũng cần phải nhận một hình phạt thích đáng. Còn Thúy, mối bận tâm của cô là cái kịch bản cho cuộc họp ngày mai. Chiếc xe của cô dừng lại trước một căn nhà có 2 tầng lầu. Đúng thế, nó quá lớn so với số lượng thành viên trong gia đình. Nhưng với Thúy chúng chẳng phải vấn đề. Cô đã quen với sự vắng lặng tẻ nhạt này. Thậm chí cũng chẳng có chút gì ngại ngần với bóng tối, cho đến hôm nay. Thúy đẩy cửa bước vào nhà, hướng mắt thận trọng quét đi khắp nơi, rồi nhanh tay nhanh chân bật công tắc. Ánh sáng huỳnh quang tràn ra tới mọi ngóc ngách của phòng khách. Thúy dắt xe hẳn vào bên trong, khóa hẳn cửa lại, để chắc chắn rằng lát nữa khi Mai Anh muốn vào nhà, nó phải xin xỏ và chấp nhận hàng loạt yêu sách từ cô. Bấy nhiêu đó trừng phạt với Thúy là còn quá đỗi nhẹ nhàng. Trong khi cô còn bận tâm mua bánh kem để dỗ dành, vậy mà nó lại chẳng biết điều. Chính vì lẽ đó, Thúy cũng nhanh tay trút giận lên món đồ vô tri ấy bằng cách tống khứ một cách tùy tiện vào tủ lạnh. Thậm chí cô đã nghĩ tới chuyện quăng luôn vào sọt rác, nhưng lại thôi, đơn thuần chỉ vì cô tiết tiện. Sau khi cẩn thận kiểm tra cửa nẻo, cô vội vàng đi lên lầu. Và rồi tại những bậc thang đầu tiên, một thứ cảnh tượng hãi hùng đã lập tức khiến cho Thúy chết điếng. Một đôi chân đang buông thõng giữa không trung, hướng xuống ngay nơi cô đang đứng. Dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trăng phủ phục nơi cái giếng trời, cô nhận ra người ấy với thân thể mảnh mai, mái tóc đen buông chấm hông, cùng với cái đầm màu hồng nhạt chi chít họa tiết. Đó đích thị là Mai Anh, con gái của cô kia mà. Nhưng tại sao con bé lại ở đây? Tối hôm đó, ở khu phố yên ả của vùng ngoại thành Sài Gòn bỗng trở nên náo động và hỗn loạn đến lạ. Tiếng người ta khóc lóc, tiếng hét lên hãi hùng, tiếng xe cấp cứu và cả xe công an thay phiên nhau xé rách màn trời tĩnh lặng. Tất cả đều tụ hội tại căn nhà của Thúy như thể một tâm điểm chú ý. Người người chen nhau nhìn vào thảm cảnh của căn nhà cô, xì xào bàn tán, tranh thủ thiêu dệt hàng ngàn những nguyên do. Nếu như là thông lệ, Thúy chẳng bao giờ để cho chuyện ấy xảy ra. Ít nhất cô sẽ lập tức đóng cánh cửa lại. Nhưng bây giờ ngay cả việc đứng dậy thôi cũng đã là điều không thể. Thúy chỉ có thể ngồi một góc ở sofa, vụt mặt giữa hàng tá những giọt nước mắt rơi. Cô không hiểu tại sao con bé lại chọn cách giải quyết như thế này. Rõ ràng chỉ là mỗi việc cô quên sinh nhật thôi mà. Tại sao nó lại làm vậy? Bao nhiêu câu hỏi cô liên tục đặt ra trong đầu, nhưng cô biết chắc rằng kẻ giải đáp được những điều ấy vốn đã chẳng thể nói ra được nữa rồi. Có những tiếng bước chân vội vã đi xuống lầu. Người ta đã mang thi thể của con bé thông qua một cái băng ca giải chiến. Trước khi pháp y kiểm tra toàn bộ những dấu hiệu trên tử thi, Thúy không được phép tới gần, dù rằng cô có van nài bao nhiêu đi chăng nữa. Nực cười ở chỗ, trước đó vài tiếng cô còn không thèm về ăn cơm với con bé nữa làm. Nếu Thúy biết con bé chỉ còn vài tiếng tồn tại trên đời, cô sẽ không bao giờ khước từ chút mong cầu tha thiết ấy. Nhưng biết đâu được, giả sử cô đón sinh nhật cùng con, có khi nó lại chẳng chết. Không, chắc chắn con nhỏ không phải chỉ vì mỗi chuyện ấy mà chết được. Sinh nhật cuối cùng cũng chỉ là một dịp để kỷ niệm ngày người ta chào đời. Tự tử chết vì ngày sinh nhật sao? Đối với Thúy, đó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất mà một con người có thể nghĩ ra. Con bé cẩn thận, con bé nhất định không thể phung phí số tiền học hành hàng năm mà cô đóng được. Phải có một lý do đủ thuyết phục hơn. Và pháp y đã cho cô biết lý do đó vào 2 ngày sau. Cán bộ nói sao? Con bé có thai hả? Cái gật đầu từ người cán bộ công an làm cho Thúy chao đảo. Qua ánh mắt của anh ta, cô có thể mường tượng rằng ngay sau lưng mình thôi, họ đã bỉ bôi phẩm giá của Mai Anh như thế nào. Nó chỉ mới vừa 15 tuổi, cái tuổi mà đáng lý ra phải chăm chỉ học hành cho bằng bạn bằng bè, rồi chuẩn bị hành trang cho bước đường đại học. Bao nhiêu công sức tiền bạc, bao nhiêu kỳ vọng của cô phút chốc trở thành một nỗi ô nhục không thể rửa. Thậm chí giờ đây, liếc nhìn người đối diện thôi, nó cũng là cực hình với cô. Sao lại có thể như vậy được? Nó mới 15 tuổi mà. Cái thai chỉ mới gần 8 tuần tuổi thôi. Nhưng mà tôi nghĩ cô bé có biết điều này đó. Người cán bộ chìa ra một tập bệnh án tại một bệnh viện tư nhân vào cách đây vài ngày trước. Đương nhiên có tên của Mai Anh trên đó. Nhưng để chứng tỏ điều gì? Không lẽ họ nghi ngờ nguyên nhân con bé tự sát là bởi vì cú sốc biết mình mang thai sao? Có thể lắm chứ, bởi vì Thúy cũng đã từng như thế mà. Các dấu hiệu trên cơ thể của nạn nhân cho thấy cô bé đã hoàn toàn chủ động để kết liễu mạng sống của mình đó. Người cán bộ dừng lại một lúc, hướng ánh mắt xa xăm nhìn về phía Thúy. Lớp đồng tử chằng chịt xám xịt của anh ta khiến cho cô như muốn chết ngợp. Điều này thông thường chỉ xảy đến khi cô chuẩn bị ký một hợp đồng lớn với khách hàng. Trước khi Mai Anh tự sát, chúng tôi kiểm tra thấy cô bé có gọi đi 2 cuộc gọi. Một cuộc dành cho cô, và một cuộc còn lại là dành cho một người bạn học. Cô có biết về mối quan hệ của cậu bé này với con gái cô hay không? Trên suốt con đường đi về nhà, không lúc nào Thúy thôi không suy nghĩ đến những gì mà người cán bộ công an nói. Người bạn học của Mai Anh theo họ cung cấp có tên là Phương. Có khi nào thằng nhóc đó có liên quan đến cái chết của Mai Anh hay không? Chắc chắn phải đợi sau khi tang lễ con bé diễn ra thì mới có thể biết được. Một buổi chiều mưa tầm tã của những ngày sang xuân, những mảnh cờ tang phấp phới trước cửa nhà của Thúy đã bị nước mưa vùi dập chẳng chút thương tiếc. Chiếc rạp được dựng tại sân nhà cô cũng phải khó nhọc chống chọi. Những người đi viếng tang tất thảy đều chạy ùa vào nhà. Vài người ở gần đó chọn cách cáo từ ra về. Ngay cả ban hộ niệm được mời đến cũng phải ngưng lại việc tụng niệm. Tất cả chỉ vì cơn mưa kia làm cho gián đoạn. May mắn có vài người thanh niên, vài người họ hàng đã nhanh chóng thu xếp toàn bộ mọi thứ ổn thỏa và khô ráo. Nếu chỉ có một mình Thúy, không biết cô sẽ ra sao. Những lúc như thế này, cô bỗng nhận ra xung quanh mình giờ đây chẳng còn ai là người thân nữa. Ba mẹ và con gái cô đều đã từ bỏ cõi đời, từ bỏ luôn cả thứ trách nhiệm với cô. Mai đây khi cô chết, biết ai sẽ là người tận tụy tẩn liệm và đưa cô đến nơi an nghỉ cuối cùng. hay họ chỉ làm mọi thứ qua loa sơ sài, để rồi khi từng lớp đất cát chất chồng lên huyệt mộ của cô, họ sẽ nhảy vào sâu xé tài sản mà cô để lại. Trước đây, chưa bao giờ cô nghĩ tới việc này, bởi Mai Anh chắc chắn con bé sẽ là người thừa kế hợp pháp. Với hy vọng của mình, cô tin chắc rằng con bé sẽ tận dụng khối tài sản ấy để khuếch trương nó lên. Nhưng bây giờ tan tành cả rồi. Tìm một người để tang cho mình còn chẳng có, huống chi một kẻ để cô gửi gắm kỳ vọng và di sản chứ. Đang trong khoảnh khắc trầm ngâm thì bất ngờ từ bên ngoài có một chiếc xe đạp chạy ùa vào trong sân. Là một thằng nhóc, còn đang mặc trên người bộ quần áo học sinh. Thứ nhớ rằng hôm qua cô giáo chủ nhiệm cũng dắt tới một tớp học sinh để viếng con bé rồi mà. Thằng nhóc này có vẻ không quen mặt lắm. Dạ, con đến viếng bạn Mai Anh. Nó cúi đầu nói với một người họ hàng của cô, đồng thời nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo mưa loại rẻ tiền ra khỏi người. Có vẻ lớp ni lông mỏng manh đó chẳng có mấy tác dụng. Minh chứng là cả cơ thể của nó ướt hết từ đầu tới chân. Tuy nhiên, Thúy chẳng chú ý vào những thứ ấy, ngoại trừ chiếc phù hiệu có ghi tên của nó, Nguyễn Hoài Phương. Cô nheo mắt, lẩm nhẩm đọc cái tên ấy, trong khi tiếng kinh kệ vẫn văng vẳng bên tai. Dẫu rằng với nỗ lực của thứ âm thanh ấy là để khiến cho tâm người ta bình lặng và an yên. Thúy đã có đủ một sự miễn nhiễm. Mặt cô đỏ gay, tức tối đi sòng sọc tới chỗ cậu nhỏ. Con tên là Phương đúng không? Những đường nét trên gương mặt của Thúy như đang cố réo lên cho cậu một cảnh báo. Xong, khi bàn tay của Thúy túm lấy vai cậu thì có lẽ nó đã quá muộn. Phương không biết nói gì, ngoài ánh mắt liên tục nhìn vào người đàn bà đã quá 30, mái tóc uốn xoăn cầu kỳ cùng với lớp trang điểm nhẹ nhẹ. Nó bất ngờ hơn là hoảng sợ. Dạ, con là Phương. Đi vô nhà đi, cô có chuyện muốn tìm con đây. Bằng một cách hằn học nhất, Thúy kéo tay Phương theo mình vào cái bàn đặt ở dưới nhà bếp. Kể cả khi chưa có bất kỳ một lời khẳng định nào từ các điều tra viên, tự Thúy đã kết tội Phương chính là kẻ gây ra cái chết cho con gái mình. Trước lúc chết, Mai Anh gọi cho con và nói cái gì? Thúy bày ra bộ mặt nghiêm trọng nhất ngay khi vừa ngồi xuống ghế. Con không hiểu. Thằng nhỏ lý nhí nói nơi kẽ răng. Đầu nó cụp xuống, như thể một chú chó đang phải chịu nghe chủ mắng nhiếc. Kể cả đôi mắt của nó cũng có thể giáo giác đảo đi trong vô vọng. Dĩ nhiên, Thúy nhận ra điều đó. Cô nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa bằng một cái đập bàn. Công an có nói số điện thoại của con trong lịch sử cuộc gọi. Trong suốt nửa tiếng đó, cả hai đứa nói gì với nhau? Nếu như đôi mắt của Thúy là một họng súng thì hẳn từ nãy tới giờ nó đã xuyên thủng phần thân trên của Phương nát bươm cả rồi. Cứ cái đà này không biết rằng cậu nhỏ có toàn mạng ra khỏi căn nhà này được hay không đây. Hôm đó là sinh nhật của Mai Anh, nó lại lắp bắp. Tuy nhiên, Thúy là một người quý trọng thời gian hơn tất thảy. Cô không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm. Dĩ nhiên cô biết cô là mẹ của nó. Nhưng mà Mai Anh nói cô không nhớ. Phương vọt miệng chen vào, như thể nó đã sắp đặt sẵn hàng tá ngôn từ ấy từ trước, chỉ chờ cho Thúy nói lên câu trên, tức là nó sẽ tuôn ra. Rồi sao nè? Nó nói gì vậy con? Có lẽ là một cách lấp liếm đi sự tắc trách của bản thân, Thúy tiếp tục hạ thấp thanh quản cho chất giọng thêm chút uy quyền. Mẹ anh nói bạn ấy buồn. Giờ chỉ vậy thôi à? Chỉ nhiêu đó mà nói trong nửa tiếng đồng hồ sao? Dạ, chủ yếu là bạn ấy khóc rất là nhiều. Cô không tin. Có phải hai đứa đang yêu nhau có đúng không? Thần thái tự tin đột ngột biến mất. Phương khựng lại, ánh mắt nó lảng tránh khỏi cái nhìn sắc lẹm của Thúy. Đừng để cô phải làm việc với ba mẹ của con. Con xin cô. Thằng nhỏ căng đầy sự sợ hãi nơi đáy mắt, khóe môi nó rung lên bần bật. Ắt hẳn phải khó khăn lắm nó mới dám thốt ra những lời vang lương ấy. Song Thúy chẳng tài nào cảm thông cho nổi. Trong cô chỉ có khinh bỉ và chán ghét. Con chính là chủ nhân của cái thai của con bé phải không? Nó gục hẳn xuống bàn, hai vai rung lên. Nhưng hỡi ơi, nó đâu biết rằng với tâm thế là một người mẹ mất con, cô còn đau đớn hơn nó gấp ngàn lần. Thế mà nó, một kẻ góp phần tước đi sự sống của con bé, lại tỏ ra mình khốn đốn lắm. Đáng lẽ ra cô phải là người trong vai trò ấy mới đúng. Ngẩng đầu lên, nói cho cô biết đi, có phải con làm... Tiếng quát của Thúy như thể muốn át đi toàn bộ tiếng mưa rả rích, tiếng kinh kệ, tiếng người nói năng xôn xao bên ngoài. Tuy vậy, khi nhắc đến sĩ diện của gia đình, tự khắc cô lại hạ giọng xuống tới mức thấp nhất. Có phải con làm cho con bé có bầu hay không? Phương không có chút gì sẽ phản hồi lại câu hỏi của cô. Dĩ nhiên nó như một mồi lửa châm vào cơn điên tiết vốn đang trong rang của Thúy. Cô túm lấy hai vai áo của nó bằng sức của một người đàn bà. Cô hỏi con là chủ nhân của cái thai có đúng không? Thúy gằn giọng, mặc cho gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Phương dường như sắp sửa tan chảy xuống mặt bàn, cho đến khi chính nó gật đầu xác nhận. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc rằng Thúy buông tha cho nó. Một cái tát trời giáng quật nó bật ngửa ra phía sau. Dấu tay vẫn còn nguyên vẹn và đỏ âu trên lớp da thịt lạnh tanh vì nước mưa. Chính mày là nguyên nhân khiến cho con bé chết đi đó. Cơn điên loạn không làm cho cô mất đi nhận thức rằng xung quanh đang có rất nhiều người. Ngoại trừ cái tát ra, chắc chắn không có một âm thanh nào lọt được ra bên ngoài. Con đã nói với Mai Anh là con sẽ chịu trách nhiệm mà. Phương không quan trọng sĩ diện bằng Thúy. Nó cố tuôn ra ấm ức bằng một tràng lớn như pháo kích. May mắn Thúy đã bịt miệng nó bởi vài cú đánh thùm thụp vào người nó. Lúc này nước mắt của cô đã chan hòa, chúng lấp đầy thanh quản của cô, khiến cô không có bất kỳ một câu nào thốt lên được trọn vẹn. Trời ơi, mày trả con lại cho cô. Tất cả là tại mày. Là tại mày. Con xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì? Con của tôi. Thúy gục xuống trước mặt thằng nhỏ. Nỗi đau bây giờ đã thành công hạ gục lý trí của cô. Giả như có ai đó đi đến và nhìn thấy, cũng chẳng khiến cho cô bận lòng. Chỉ là cho đến khi thằng Phương, kẻ tội đồ kia, đã đứng dậy, lau đi hai gò má, rồi cúi đầu trước cô. Con xin phép cô, con về. Nó lướt qua thật nhanh trước khi Thúy kịp phản ứng. Cơn cảm xúc vẫn còn dư âm làm cho cô không sao đuổi theo tên thiếu niên kia được. Cô chỉ biết lặng nhìn nó lách qua hàng tá người đang cúm trúm xung quanh quan tài và bàn vong của con bé. Để rồi bất giác, người ta hoảng hốt hét lớn bởi một ngọn lửa hừng hực bốc lên trước di ảnh của Mai Anh. Thằng Phương khi này đã đứng ở bên dưới sân, tay lúi húi dắt chiếc xe đạp, khoảng cách đủ gần để nó giật bắn mình khi ngọn lửa phực lên. Chiếc lư hương, giấy tiền vàng mã, trái cây bình bông, mọi thứ xung quanh bị ngọn lửa nuốt trọn. Duy nhất chỉ có mỗi ánh mắt của con bé trong chiếc di ảnh, thứ đã được bao bọc bởi một lớp kính. Đôi mắt chằm chằm nhìn vào nó, rồi từ sâu nơi khóe mắt, hai dòng máu bắt đầu chảy lan xuống khắp mặt mũi con nhỏ. Cảnh tượng ấy khiến cho Phương bàng hoàng hoảng loạn hơn. Nó nhanh chóng leo lên xe, rồi không một lời thưa gửi, nó tức tốc hòa vào cùng làn mưa tuôn xối xả. Thúy đương nhiên nhìn thấy những biểu hiện ấy của nó, nhưng chúng chỉ đang củng cố cho việc chắc chắn thằng Phương có liên quan tới cái chết của Mai Anh. Còn gì dễ hiểu hơn nữa. Cô cam đoan rằng kẻ khốn nạn này đã bỏ rơi con gái cô khi biết con bé có thai. Điều này chẳng gì lạ lắm, vì cô có thể tìm thấy hành vi ấy ở bất kỳ một gã đàn ông nào, từ một ngôi sao ca nhạc mới nổi, một diễn viên, một tên giang hồ đầu đường xó chợ, hay kể cả chính cha của Mai Anh. Sự vô trách nhiệm luôn luôn nằm trong máu những tên đàn ông. Dĩ nhiên, cách họ che giấu thứ bản năng tổm lợm ấy bằng những câu nói đại loại như: anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ chăm sóc và yêu thương em cả cuộc đời. Cho đến khi nhận được tờ giấy siêu âm, bản chất của chúng mới trưng ra lộ liễu. Chính vì lẽ đó, Thúy nghĩ rằng để giúp con bé được an nghỉ thì không gì tốt hơn bằng việc bắt kẻ hại con mình phải trả giá. Hôm nay là một ngày bận bịu với Thúy, khi phải làm việc quần quật từ sáng sớm, tối về còn hẹn gặp luật sư. Cốt yếu là cô muốn hoàn tất thủ tục khởi kiện Hoài Phương vì dám quan hệ với Mai Anh khi con bé chưa đủ tuổi thành niên. Nhưng theo quy định khởi kiện, yếu tố tiên quyết phải là một thứ bằng chứng đủ thuyết phục. Và Thúy ngoài lời xác nhận từ phía thằng nhóc ấy ra thì làm gì còn nữa. Có chút hóc búa. Xong, Thúy không phải là một người phụ nữ dễ dàng bỏ cuộc. Cô nghĩ tới một cách: khai quật thi thể của Mai Anh, lấy bào thai bên trong bụng con bé đi xét nghiệm DNA. Để đem lại công lý cho con gái, cô bắt buộc phải làm, dù rằng nó tàn nhẫn đến mức độ nào. Không chần chờ lâu, tối hôm đó, tầm khoảng 10 giờ đêm, một đội những thanh niên lực lưỡng nhất đã tụ họp xung quanh ngôi mộ đất của con bé. Thúy dầu cho thân thể mệt mỏi trả trời, vẫn cố gắng cúi rạp người thắp cho con bé một nén nhang. Trời vào những hôm như thế này lạnh phải biết, lại còn pha tạp chút u ám ở nơi nghĩa trang, làm cho Thúy như muốn chết cống. Cô rút người vào trong chiếc áo khoác dạ phủ qua đầu gối, rồi nhanh chóng thúc giục đám thợ thầy. Tất thảy đám người đều như những chú ông thợ tuân lệnh ông chúa, cứ vậy mà cần mẫn phan từng nhát cuốc xẻng nện xuống ngôi mộ mới đắp. Qua mỗi một âm thanh khô khốc và chát chúa ấy, Thúy bớt giác bỗng nghẹn đi vài phần. Cô nhìn sang tấm di ảnh trên mặt đá hoa cương nơi đầu mộ của con. Gương mặt của Mai Anh lạnh tanh, nhạt nhòa dưới tia sáng tù mù của ánh trăng. Không phải mẹ nói không có con, mẹ sẽ vui hơn sao? Một giọng nói thì thầm nhanh chóng lọt vào màng nhĩ của Thúy. Chất giọng vừa xa xăm lại chẳng đủ rõ ràng để cho người ta hình dung. Cô nhanh chóng đảo mắt đi khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bất kỳ ai đứng gần đó, ngoại trừ những ngôi mộ san sát nhau. Bà đáng lý ra nên vui hơn mới đúng chứ. Một làn hơi đột ngột phả thẳng vào mặt Thúy, khiến cho cô quay đầu lại. Đó đích thị là gương mặt trắng ẩn của Mai Anh. Chút ánh sáng khan hiếm chồng chọc sôi vào lớp da mặt bông tróc, lộ ra phần thịt đỏ au bên dưới và cả đôi đồng tử đục ngầu, liên tục ngọ nguậy một thứ gì đó. Mà phải nhìn kỹ, cô mới nhận ra đó chính là lũ dòi bọ. Chúng bò trường giữa lớp dịch nhầy trong móng mắt và ngút ngoắt ngôi ra bên ngoài. Bất thình lình, chúng co trúm cơ thể, rồi búng thật mạnh, chui tọt vào cái miệng đang há hốc của Thúy. Nhưng ngay cả khi cô định phản ứng thì bàn tay của Mai Anh đã lập tức bịt chặt miệng cô. Và trong lòng bàn tay bốc lên mùi thum thủm của tử thi kia là một nắm những con dòi bọ. Khoang miệng của Thúy như thể một lối thoát cho chúng. Cô cảm nhận được sự chen chúc, háo hức của lũ dòi khi lặn ngụp giữa cơ mang nước bọt ứa ra. Chúng lũ lượt chui tọt xuống cổ họng cô, bầu bám ở những sợi thanh đới, khiến cho cơn ngứa ngáy bùng phát. Nhưng cô chẳng thể làm gì được, toàn thân đông cứng, mất kiểm soát đi. Chỉ riêng đôi mắt là vẫn linh hoạt, nhìn vào gương mặt càng lúc càng thống khoái của đứa con gái. Bà chết đi! Mai Anh cười lên khàn khặc, rồi dùng hai tay đẩy Thúy bật ngửa ra phía sau. Phần gáy của cô va vào một khúc cây, cháy lên một cơn đau buốt. Tuy nhiên, khi Thúy mở mắt, cô nhận ra mình đang nằm trên giường. Vị trí cô bị va đập vào khúc cây nọ vốn là một cánh tay đang dùng để cô gối đầu từ một người khác. Dĩ nhiên nó không đau, nhưng không mấy dễ chịu, bởi nó chẳng êm ái gì cho Cam. Cánh tay chỉ độc mỗi da bọc xương. Và khi cô quay sang nhìn về phía chủ nhân của nó thì một nỗi kinh hoàng lại ập đến. Bạn ngủ ngon không? Bên phía giường còn lại chính là con bé Mai Anh đang mỉm cười với cô. Ngọn đèn ngủ vàng vọt đặt nơi đầu giường có thể soi rõ những vết rạn, cái bụng beo hay cả dấu hằn của dây thừng trên cổ của con nhỏ. Xong, như một điều gì vốn quá đổi bình thường, nó vẫn trưng cái bộ dạng gớm ghiếc ấy, cùng với hàng mi cong chớp chớp hướng về phía người mẹ. Sao mẹ không ngủ tiếp đi? Mẹ thấy hát mộng sao? Nó chống một tay còn lại xuống nệm, rồi chồm người về phía cô. Không khí từ chiếc máy lạnh như là đồng lõa, liên tục phả thứ mùi tử thi phân hủy vào mũi của Thúy. Cô không thể chịu đựng được nữa. Ngay trước khi để gương mặt của thứ thực thể kinh dị kia chạm vào thì cô đã nhanh chóng vùng dậy. Bằng mọi sức bình sinh, cô hét lên thật to để kêu cứu, tay chân quắn quít vào nhau như những con rối bị mắc dây. Phải khó nhọc lắm mới mở được cửa. Nhưng ngay khi đoạn hành lang tối ôm hiện ra trong mắt của Thúy thì bất ngờ thi thể bị treo lủng lẳng của Mai Anh từ phía trên rơi xuống ngay trước mặt cô. Máu và dịch nhầy từ thất khiếu của nó chảy ồng ọc, hệt như một cái bể chứa. Chúng hòa lẫn với gương mặt mang dại kia, gương mặt của một tử thi đầy oán giận nhìn chòng chọc vào cô. Mẹ ơi, con chết đau đớn lắm. Tiếng nói thì thầm vang vọng xung quanh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp da thịt của người đàn bà, chọc thủng những gì mạnh mẽ và gai góc nhất, phá hỏng đi toàn bộ những hệ tư tưởng đã ngấm sâu trong não bộ. Và tại khu vực trung tâm, chúng nhanh chóng tuôn ra một nguồn serotonin khiến cho cô tỉnh dậy. Alo, chị gì ơi, chúng tôi bên đội Mai Táng An Bình nè. Chị muốn mấy giờ đào mộ để tôi cử người xuống? Thúy giật mình nhận ra từ nãy tới giờ mình vẫn đang hoài mãi miết trong một giấc mơ. Quái đản nhất là cô lại có thể ngủ gục trong khi đang nói chuyện điện thoại. Phía đầu dây bên kia là giọng nói của người làm bên đội mai táng mà cô dự định thuê để đào thi thể con gái lên. Trước sự gấp gáp và đầy hối thúc của người kia, Thúy vội vã trấn tĩnh cổ họng của mình. Tôi xin lỗi, nhà tôi có chuyện gấp, chắc để sau đi nha. Không chờ người bên kia có một chút níu kéo theo nghiệp vụ thông thường, Thúy tắt máy. Cô ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn làm việc, khẽ thở dài. Mẹ ơi, con chết đau đớn lắm. Giọng của con bé Mai Anh trong giấc mơ như đã trở thành một phần tiềm thức của cô, dù rằng thứ cảm giác hoảng sợ, rờn rợn vẫn còn bám dí lấy từng tế bào da thịt. Nhưng chất giọng ai oán não nề của con gái không khỏi làm cho cô chạnh lòng. Con bé đã quá đau đớn, quá tuyệt vọng, và chỉ muốn được an yên bên dưới mộ sâu. Nếu cô đào thi thể con bé, dùng một loại thiết bị y tế nào đó rạch ổ bụng con bé ra, lấy phần phôi thai trong tử cung và rồi mai nó lại, đưa thi thể ấy vào trong quan tài, nó vốn dĩ chẳng phải đang đòi lại công bằng cho Mai Anh. Nó như là một cách cô dạy vò con gái mình thêm một lần nữa. Thôi thì cô đành tìm cách khác. Mối thù chưa thể bỏ, nhưng mà chắc chắn cô không muốn tổn hại đến con bé thêm lần nào nữa. Bấy nhiêu đã là quá đủ. Hoặc chí ít, cô mong rằng sẽ không có bất kỳ một giấc mơ khủng khiếp nào đến với cô như tối nay. Nè chị à, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của cháu Hoài Phương hay không? Một người đàn bà bước từ trong căn nhà lụp xụp đi ra ngoài khi nhìn thấy Thúy. Với mái tóc rối bù cùng bộ quần áo được làm bằng chất liệu thun lạnh được bày bán la liệt ở ngoài chợ. Cùng căn nhà cấp 4 nhỏ thó, không mấy sáng sủa, cũng đã phần nào tố cáo độ nghèo khó của gia đình Phương. Rốt cuộc cô không biết con bé Mai Anh nhà cô nghĩ cái gì khi quyết định trao thân cho thằng nhóc ấy. Con bé sẽ muốn về sống chung và định hướng một tương lai với thằng con trai nghèo khổ ở trong căn nhà tồi tàn rách nát cùng với bà mẹ chồng xốc xếch, đến nỗi cả việc đón khách cũng chẳng có được một vẻ ngoài tươm tất hay sao. Sự phán xét như một lớp mây phủ lên tâm trí của Thúy, khiến cho cô quên đi mất là cô tự chủ động đến đây. Nào được ai mời, nào được ai sẵn sàng tiếp đón đâu chứ. Thế mà bằng một cách nào đó, khi con người ta cho họ cái vị thế hơn người, họ nhất nhất chỉ tin là họ đáng được hưởng bao nhiêu thứ phúc phần nên có, kể cả việc nhìn mọi thứ phải tiêu chuẩn và tinh chỉnh trong khuôn thước của chính họ. Dạ, đây đúng là nhà của Phương, nhưng mà thằng nhỏ đi học rồi chị. Người đàn bà có vẻ là mẹ của Hoài Phương nhanh tay mở cổng đón chào cái nhìn khắt khe của Thúy. Đoạn thấy người đối diện không có ý định mở lời, mẹ Phương hỏi ngay: "Chị là..." "Tôi là mẹ của Mai Anh." Thúy hít một hơi thật sâu cho căng đầy lòng phổi, đẩy cái ngộn ngộn nơi chiếc áo ngực lên một độ kịch cỡm nhất định, hướng đôi mắt lấp lánh bởi hai hàng mi đã được chuốt mascara kỹ lưỡng. Thúy thể hiện sự khinh khỉnh, liếc nhìn người đàn bà: "Chị là mẹ của nó phải không?" Người đàn bà bị xăm xôi, tự nhiên cảm thấy chột dạ. Bà cố kéo vạt áo bị xô lệch đi do vô ý về lại vị trí, rồi khe khẽ gật đầu. Thật ra chẳng cần bà xác nhận, Thúy cũng đã mường tượng ra rồi. Cả người đàn bà này và thằng nhóc bệ rạc khốn đốn kia có một điểm tương đồng vô cùng lớn. Ít nhất, đó chính là thứ mùi dầu gội đầu rẻ tiền, mùi bột giặt sơ sài mà chẳng được chút hương xả vải. Và nhất là cái nghèo hiển hiện trong đôi mắt thiếu tự tin của cả hai. "Chị là mẹ của nó thì hợp lý đó, đúng là con hư tại mẹ mà." "Chị nói vậy là sao?" Thúy thở dài thường thực. Có lẽ cô cũng bất lực ít nhiều, nó không thường xuất hiện trong thế giới của cô. Xung quanh cô chẳng bao giờ phải tiếp xúc nhiều với những kẻ mạc hạn và ngu dốt như thế lắm. Bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất, Thúy cố tạo cho mình một sự đẳng cấp và sang trọng, dù rằng nó trái ngược với những lời cô sắp nói sau đây. "Con của chị, nó là một thằng mất dạy, cũng không làm gì nhiều. Nó dụ dỗ con gái người ta, làm cho con nhỏ có bầu, rồi cuối cùng bỏ nó, khiến cho con bé uất ức tự tử mà chết. Đơn giản vậy thôi đó." Chị nói cái gì vậy? Con tôi làm sao làm vậy được?" Chị nói gì ạ? Không đi học sao? Xin lỗi, tôi quên. Nhìn chị thì... Để tôi đoán thử coi, chị học hết lớp 3 chưa?" Nhìn sự lúng túng của người đàn bà, đến độ chân tay cũng không phải biết đặt vào đâu, thì bất giác Thúy cảm thấy đáng thương vô cùng. Nhưng cái thương này là thương của những kẻ bề trên, đoái hoài tới kẻ cùng đinh kia mà. "Để tôi nói cho chị biết, con trai có thể làm cho con gái người ta có bầu sớm nhất là từ 13-14 tuổi nữa kìa. Mình có thể nghèo, nhưng mà đừng có thiếu hiểu biết như vậy. Nếu như chị không tin, chị về hỏi thằng con của chị đi." Thúy bật một tràng rao giảng về khái niệm sinh học của giống loài cho người đàn bà kia được tỏ tường. Xong, phần nhiều là bởi cô muốn chứng tỏ sự học thức và danh giá mà mình đang có được, dù thực chất thông tin ấy cô chỉ vừa mới tìm hiểu chúng cách đây vài ngày. Không thể đâu." Người đàn bà hướng đôi mắt lạc thần quay ngoắt đi xung quanh, rồi lẩm bẩm những thứ ngôn từ cũng bất định chẳng kém. Có lẽ những lời của Thúy không đáng ngại với bà như cái thông tin mà con trai bà làm cho con nhà người ta mang thai. Và hơn cả, đó chính là cái chuyện cô gái ấy đã phải chết đi cũng vì con trai bà, một xác hai mạng. Bà cả một đời sống hiền lành, chưa từng lỗi đạo với ai. Vậy mà chồng bà mất chưa được bao lâu, bây giờ con trai lại mang đến cho bà cái hung tin này. Hỡi ơi, bà như chết điếng, lỗ tai ù đi, toàn thân không còn chút hơi sức nữa. Rõ ràng Hoài Phương là một đứa con bà đặt bao nhiêu tâm tư và kỳ vọng, rốt cuộc sao lại tra nông nổi này. Bà bỗng nhớ lại mấy dạo gần đây, đêm nào thằng Phương cũng thao thức, như canh cánh một điều gì đó. Lắm khi nó lại chẳng ăn uống, rồi đôi lúc nằm khóc trắm trứt ở trong buồng. Bà không tiện hỏi, bởi phải bận tối mặt tối mũi ở ngoài chợ. Có lúc bà mở lời, nhưng Phương cũng chỉ cố tình gạt đi, nên bà đành thôi. Bà cũng đã nghĩ đến nguyên do là từ chuyện bài vở hay mâu thuẫn tại trường học thôi. Không ngờ nó vượt xa những gì trong trí tưởng tượng của bà. Con trai bà đã làm ra một chuyện tày trời. Nghĩ đến sự tắc trách của mình, bà chỉ biết ôm mặt khóc lóc thảm thê. Xong, nó chẳng có chút gì làm cho Thúy mũi lòng. Cô ngắm nghía bộ móng tay màu đen có vài chút kim tuyến lấp lánh ở phần chớp, rồi tự đắc nói: "Mấy bữa nay tôi cũng có vô kiếm chị, mà ngặt nổi chị ngày nào cũng đi bán ở chợ. Vì vậy tôi phải bỏ một mớ tiền mới cho chị ở nhà để gặp tôi đó chứ." Câu nói đó của Thúy làm cho người đàn bà nhớ đến chuyện sạp rau của mình sáng nay bỗng thấy đã bị ai đó phá tan tành. Chính vì vậy, hôm nay bà bắt buộc phải ở nhà. "Ý chị là không lẽ..." "Ừ, tôi cho người phá sạp rau của chị đó." "Sao chị làm như vậy?" Cơn ấm ức như ngọn thác đổ tuôn xuống môi của người đàn bà những giọt mặn chát. "Tôi thích. Hại chết con gái tôi. Bấy nhiêu đó ăn nhầm gì?" Tôi chẳng ngần ngại mà dở cái thối côn đồ, xô người đàn bà ngã bật ra đất. Dẫu vậy bà không có chút phản kháng. Bà ngẫm nghĩ, những điều ấy quá hợp lẽ rồi còn gì. Người ta mất con, người ta cũng đau lòng, người ta xót lắm chứ. Làm vậy thì đã là quá nhân đạo với mẹ con bà lắm rồi. Nhưng có lẽ bà đã lầm. Đó vốn dĩ chỉ là một đòn cảnh cáo sơ sài cho hả dạ mà thôi. Thúy vẫn còn dành riêng cho Hoài Phương một thảm cảnh còn khủng khiếp hơn nhiều. "Tôi nói cho chị biết, mọi chuyện vẫn chưa có xong với tôi đâu. Con trai chị chờ ngày ở tù một gông đi." Thúy cúi xuống, đặt chiếc móng tay nhọn hoắt điên cuồng chọc vào giữa trán của người đàn bà. Nói xong, cô không quên tặng kèm một nụ cười mang dại, rồi nhanh chóng bỏ đi. Khi chiếc xe tay ga đã quét tung bụi mù mịt vào mặt của mẹ Hoài Phương, Thúy cũng đã khuất dạng sau con đường đất tùm cây lá. Cách cô ta đến và đi cũng y hệt như nhau, đều bí ẩn và gây ra cho người ta những hoang mang. Thúy trở về nhà trong tâm trạng có phần phấn khích, nhưng đó là trước khi cô nhìn thấy sự xuất hiện của Hoài Phương trong tầm mắt. Cô cậu đang núp dưới một bóng mát của hàng cây sứ ở đối diện nhà cô. Cái nắng nóng muốn nung chảy cả chút kiên nhẫn cuối cùng. Phương nhen nhóm ý định bỏ về, nhưng rồi tiếng xe của Thúy đã níu chân cậu ở lại. Phương chủ động đứng đón cô bằng một cách hiên ngang nhất, thay vì bộ dáng nhát chết hôm trước. Sức mạnh của sự chủ động quả thật là ghê gớm. "Con chào cô." Cậu cúi đầu lễ phép chào, trong khi Thúy dừng xe lại mà chẳng chủ ý nhìn lấy tên thiếu niên dù chỉ là một cái liếc mắt. Thúy đặt chiếc xe chỏng chơ bên vệ đường, còn mình thì lúi húi tìm chìa khóa cửa bên trong túi xách. Dĩ nhiên không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Hoài Phương. "Dạ con tới đây để nói về chuyện của Mai Anh ạ." Bằng một cách đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, có lẽ nó đã thành công thu hút được sự chú ý của Thúy. Cô khoan vội tra chìa khóa, quay sang Hoài Phương. Vẫn như cũ, cái mùi của sự nghèo nàn vật chất lẫn nhân cách khiến cho cô cảm thấy không mấy dễ chịu. "Chuyện gì?" Thúy hỏi, trong khi tháo chiếc khẩu trang ra, nhét vào trong túi xách. Xong cô giữ nguyên chiếc kính đen. Cô không muốn nhìn những kẻ mà cô cho là cặn bã được hiển hiện một cách tươi tắn và đẹp đẽ. Chúng phải u tối, mờ mịt như chính bản ngã thực sự của chúng. Những gì mà anh đã nói với con trước khi chết. Một thoáng ngạc nhiên ùa vào khoang miệng của Thúy, khiến cho chúng mở toang. À, là mấy ngày nay mày bịa ra được một câu chuyện để giúp mình chối tội sao? Nhưng mà xui quá, không có ích gì đâu. Quan tòa hay bồi thẩm đoàn á, họ cần vật chứng, bằng chứng. Con không có bị chuyện. Con cũng không phải vì sợ mình ngồi tù mà làm vậy. Hoài Phương hướng ánh nhìn kiên định về phía cô. Hiếm hồi lắm cô mới thấy nó có chút gì đó khẳng khái và cứng cỏi hơn cô tưởng. Không làm cho Thúy thất vọng, Hoài Phương lấy chiếc điện thoại của mình ra. Những ngón tay di vào một tệp ghi âm. Cô cậu giải thích đây là thói quen khi cả hai yêu nhau. Phương muốn ghi lại toàn bộ những cuộc gọi với Mai Anh, dù ngắn hay là dài, dù có tích cực hay là tiêu cực. Cái thằng nhóc cần chính là ghi lại được những khoảnh khắc yêu thương, và kể cả những lần con bé mũi lòng tâm sự. Và tất nhiên cũng có cả cuộc gọi vào ngay đêm con bé quyết định tự sát. Cô có thể tự mình bấm nghe. Thằng nhóc chìa chiếc điện thoại cảm ứng đã cũ mềm, nứt góc và bể cả màn hình không ít về phía Thúy. Cô không ngần ngại cầm lấy, bấm nút play. Từ phía bên kia, tiếng ù ù của tín hiệu viễn thông báo rằng cuộc gọi của cả hai đã kết nối. Giọng của Mai Anh cất lên đầy khẩn thiết. Con bé đang khóc. Phương ơi, Mai Anh buồn lắm. Mai Anh bị làm sao? Có chuyện gì? Không phải là chuyện cái thai chứ? Không, mình vẫn thấy rất ổn. À không, ý mình là em bé vẫn khỏe mạnh. Nhưng mà còn mình thì... Có chuyện gì em anh? Hay là để Phương qua với Mai Anh nha. Đợi Phương chút. Không, đừng. Từ bệnh viện về đây xa lắm. Với lại mẹ của Phương vẫn còn đang cấp cứu mà. Mẹ không sao rồi, chỉ cần ở lại bệnh viện vài ngày là được về nhà thôi. Nhưng mà Mai Anh như vậy thì Phương lo lắm. Một chút im lặng đã giãn đi nhịp điệu của câu chuyện. Ở bên kia, Mai Anh có vẻ như đang cố gắng điều tiết lại hơi thở của mình. Lát sau, giọng nói của con bé có phần điềm tĩnh trở lại. Mai Anh không sao nữa rồi. Phương đừng chạy về đây. Có thật không? Mai Anh không được giấu Phương đó. Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì mà sao lại khóc? Hôm nay là sinh nhật của Mai Anh mà. Vui lên đi chứ. Ai cũng nhớ điều đó. Ai cũng nhớ hôm nay là sinh nhật của Mai Anh, chỉ trừ của mẹ. Cơn ấm ức lại chen vào những thứ mà con bé sắp nói một cách hỗn độn nhất có thể. Mẹ hứa đi ăn với mình, nhưng mẹ lại thất hứa. Đã hơn 3 tháng nay rồi. Lúc nào mẹ cũng 9-10 giờ mới về tới nhà. Gặp Mai Anh hỏi mấy câu qua loa, rồi lại chui vô phòng làm việc, rồi ngủ. Mai Anh cứ tưởng là mình đang ở trọ trong chính căn nhà của mình vậy. Có khi nào vì mẹ quá nhiều việc hay không? Mai Anh thử nói chuyện với mẹ chưa? Mình đã nói trước khi gọi cho Phương. Nhưng mà Phương biết sao không? Mẹ nói mẹ không muốn có mình trong cuộc đời của mẹ. Con bé bắt đầu mất đi kiểm soát, khóc lên thống thiết. Bất giác nó cũng làm cho nước mắt của Thúy trào ra từ lúc nào. Tuy nhiên, khi cô chưa kịp nghe cho đến hết đoạn thu âm thì một cuộc gọi trên điện thoại của Hoài Phương đã chen ngang. Cô buộc phải đưa lại cho cô cậu. Người cũng đang sụt sùi từ nãy tới giờ. Hoài Phương áp tai lên nghe ngóng. Bà rồi mắt cậu trợn to lên đầy kinh hãi. Dạ, con về liền. Phương chỉ nói được cái đầu dây bên kia như thế, rồi nhanh chóng nhét điện thoại vào trong túi quần, leo lên xe phóng đi mất, hoàn toàn không một lời từ giả Thúy. Cô đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng của thằng nhỏ mà phút chốc có bao nhiêu thứ xúc cảm dâng trào. Theo như những gì cô được nghe, có lẽ như chuyện cô quên mất ngày sinh nhật của con nhỏ đã khiến cho nó buồn bã tới mức độ ấy. Nhưng nó đâu đồng nghĩa với việc chỉ vì như thế mà Mai Anh lại tự sát. Rõ ràng theo như Thúy đoán, đoạn ghi âm này chắc chắn đã bị cắt ghép và muốn đổ tội cho cô đây mà. Nhìn sự hấp tấp vội vàng của Hoài Phương khiến cho cô vơi đi biết bao nhiêu phần trăm tin cậy. Tất nhiên, chỉ bấy nhiêu đó mà muốn cô từ bỏ ý định bắt nó chịu tội thì quả đúng là ngây thơ. Tuy nhiên, cô nhận ra bên trong căn nhà của mình hôm nay bỗng có hai vị khách. Không hề lạ mặt một chút nào. Đó đích thị là ba mẹ của Thúy. Mùa xuân năm 2008. Mày đi đâu mới về đó? Biết giờ này mới giờ chưa? Bà của Thúy ngồi trước cửa nhà, cầm một cây thước bản, uy nghiêm chỉ về phía cô. Sự hoảng sợ làm cho cô thiếu nữ đôi mươi giống như con mèo nhỏ, lập tức co rúm lại. Bữa nay cơ quan có tiệc, con đi chơi chút xíu hả? Chút xíu hả? Bây giờ là 12 giờ đêm. Mày là con gái con lứa mà lang thang giờ này ngoài đường để kiếm trai hay gì? Câu nói của ông như một bình nước sôi tạt vào con mèo nhỏ, khiến cho nó ré lên, xù toàn bộ lông trên người, và hướng cái nhìn khó chịu về phía hai ông bà. Ba nói gì kỳ vậy? Con đi chơi chút xíu thôi mà. Tại ví dụ con đi chơi á mà con dắt cái bụng bầu về thì ba hãy nói. Cơn sừng sổ của cô còn chưa kịp bung ra hết mức có thể thì ngay lập tức một cái tát nảy lửa đã khiến cho cô choáng váng. Ba của cô, một người đàn ông đã quá tứ tuần, chỉ tay vào mặt con gái. Con cái mất dạy, mày nói chuyện với ba mày vậy sao? Con nói cái gì sai? Bộ đi chơi là hư sao? Thời buổi nào rồi mà ba mẹ còn đánh giá con người theo cái nhìn cổ hủ của mình vậy? Tiếng khóc của cô hòa cùng với những lời oán trách, như thể vốn đã được cô chuẩn bị từ trước. Hoặc là cũng có lẽ nó đã căng đầy bao nhiêu lâu nay, chỉ chờ cho con đê trắng kia vỡ ra. Thế là toàn bộ bức vách sẽ xô đổ vào người đối diện. Nhưng có lẽ cô cũng không ngờ những gì nói ra trong lúc đó sẽ có ngày biến thành sự thật. Mùa hạ năm 2009, tức là chỉ vài tháng sau đó. Tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh nhanh chóng đánh thức Thúy, choàng tỉnh dậy trong đêm. Cô quay sang đứa con gái bé bỏng của mình và không khó để nhận ra miếng tả lót đã thấm đẫm thứ chất lỏng bốc mùi. Dĩ nhiên thứ mùi ấy không hề khiến cho cô khó chịu, bởi một đứa bé sơ sinh khẩu phần ăn chỉ toàn là sữa mẹ. Nhưng điều cô quan ngại chính là tiếng khóc của nó. Ôi, nó réo rắt và dai dẳng như một cơn nóng sốt phát ban mà khi nhỏ cô đã từng mắc phải. Khó chịu vô cùng. Tâm lý của một người mẹ trẻ, cô quyết định sẽ để mặc cho con bé ôm chiếc tã lót ướt đẫm kia tới sáng. Đằng nào thì khóc một lúc mệt quá, nó chẳng tự khắc mà ngủ thôi. Nhưng cô đã lầm. Trong hơn 10 phút sau đó, không một giây nào con bé nguôi ngoai đi. Dường như toàn bộ năng lượng từ lúc chào đời đến nay, con bé đều muốn đem ra dùng cho cạn sạch. Và cuối cùng, nó đã khiến cho cô phát điên. Thúy ngồi bật dậy, vò mớ tóc rối, bết dính và đặc sệt mùi sữa, mùi dầu khuynh diệp và cả mùi phấn thơm em bé. Trời mùa hè đã nóng, lại không được tắm rửa, làm cho cô bức rứt gấp bội. Hàng tá thứ dày vò ấy lại cộng hưởng bởi tiếng khóc của con bé, làm cho Thúy bắt đầu hoảng loạn. Cô dùng tay vả vào mông con bé vài cái. Dĩ nhiên, ban đầu vốn chỉ là răng đe, nhưng sau đó khi chúng chẳng còn hiệu quả gì thì những tiếng chan chát đinh tai lại vang lên. Con bé vẫn khóc, thậm chí cơn đau da thịt còn khiến cho con nhỏ ré lớn hơn. Não của Thúy căng lên một nhịp, và rồi thêm một nhịp nữa. Cô siết chặt chiếc cối trong tay, hướng ánh mắt đầy căm tức nhìn về đứa bé đang nằm trước mặt. Nó khóc, nó quẫy đạp. Trời ạ, cô thầm trù ẻo kẻ nào đã mang nó đến với cô một cách đột ngột và thừa thãi đến như thế. Cuộc đời cô chẳng phải đang gánh gồng cả đống trách nhiệm hay sao? Bây giờ lại thêm nó, quá tải rồi. Cô không thể bao dung cho thứ tai ương đang có dấu hiệu sẽ gây hại cho chính mình. Đúng thế, nó sẽ phá hủy cuộc sống của cô, phá hủy những điều tốt đẹp mà cô mơ tưởng. Và rồi, chúng đưa Thúy đi đến một quyết định. Cô cầm chiếc gối trên tay, hướng ánh mắt như khẩn thiết, như van nài. Từ sâu trong tâm khảm, cô mong rằng con bé sẽ không khóc nữa khi nó thấy dấu hiệu của sự đe dọa. Và chỉ việc đó thôi, cô sẽ không tàn nhẫn xuống tay. Nhưng không, con bé vốn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ được vài tuần. Nó chưa hề biết đúng sai phải trái, và kể cả biết được sự thừa thãi của chính mình. Thúy à, sao mẹ không dỗ con đi, để con nhỏ khóc hoài à? Mẹ cô tiến vào phòng mà chẳng có một dấu hiệu báo trước nào. Và hành động ấy đã cho bà nhìn thấy con gái mình đang đè một chiếc gối lên mặt đứa trẻ. Bản năng của một người mẹ vẫn luôn duy trì trong huyết quản của mỗi người phụ nữ. Mẹ Thúy chạy đến, xô cô ra, đồng thời kiểm tra hơi thở con bé. May mắn bà đã có mặt kịp thời. Con bé vẫn còn chút hơi thở, dù có phần yếu ớt. Tức thì bà liền kêu chồng cùng đưa con bé đến bệnh viện. Đã sống không ra gì rồi bà còn thất đức. Tao chưa thấy ai như mày hết. Bà Thúy quăng lại một câu trước khi hai ông bà chạy tới bệnh viện ngay trong đêm. Thúy ngồi đó gặm nhấm sự hối hận suốt khoảng thời gian ấy cho đến khi con bé bình an trở về. Nhưng cũng kể từ sau đó, Thúy cũng nghiễm nhiên bị tước đi cái thiên chức làm mẹ. Đứa bé con của cô được ông bà ngoại chăm sóc. Tuyệt nhiên hai ông bà không cho phép cô đến gần nó nửa bước. Mỗi khi cô mon men lại gần phòng ông bà thì bà Thúy sẽ dằn cô lại và quát lên. Mày tính làm gì nó nữa hay sao? Con hứa chỉ đứng ngắm nó thôi. Ba mẹ làm ơn cho con gặp con của con đi. Mẹ Thúy đứng nhìn con gái của mình một lúc. Sự cảm thông của người mẹ đã suýt khiến cho bà mũi lòng, cho đến khi người ba lên tiếng. Cuộc đời mày đã làm được gì đàng hoàng tử tế chưa? Tốt nhất mày đừng có cho nó tiếp xúc với mày. Sống với cái cung cách của mày, sau này thế nào nó cũng y như mày mà coi. Ba nói cái gì vậy ba? Giọng của Thúy nhỏ lại. Ánh mắt cô dấy lên những sự bất ngờ, hoang mang lẫn hỗn loạn. Tao nói mày đó. Mày nói ngon lắm mà. Mày đi chơi nhưng mà mày không có hư. Mày không có đem cái bầu về nhà. Bây giờ nhìn đi, hậu quả trành trành ra đó. Thậm chí còn không biết được thằng cha của nó là ai. Cuộc đời tao chưa thấy đứa con gái nào mà tác tệ như mày. Tao với bả đi ra ngoài đường, không có dám ngừng lại nói chuyện với ai hết, để họ biết tao với bả có thứ con gái đĩ điếm như mày. Mắc công ăn nhục thêm. Thôi ông à, đừng có nặng lời nữa. Nó mới sanh xong còn yếu lắm. Cái thứ này mà yếu cái gì? Cho nó gặp trai là trầm rực liền cho bà coi. Ông bực dọc bỏ đi xuống nhà dưới, để lại bà mẹ hướng ánh nhìn ái ngại và cảm thông dành cho Thúy. Ánh mắt của bà chất chứa chút hờn dỗi, lại có bao nhiêu thương cảm dành cho đứa con gái lỡ dại của mình. Nhưng bà biết làm gì đây? Cũng như Thúy sau này, bà không được người ta dạy cách làm mẹ như thế nào. Tất cả chỉ là bản năng đã được di truyền, mà những thứ ấy có khi lại là lỗi thời, và thậm chí còn làm thui chột đi cái nhìn thực tế. Đột nhiên Thúy bừng tỉnh. Cô nhận ra mình vừa trải qua một chuyến hành trình về lại quá khứ. Những hồi ức mà cô cố gắng quên đi giờ đã được nhắc lại. Thậm chí cô còn cảm nhận được muôn vàn thứ cảm xúc lẫn lộn tại mỗi thời điểm, hệt như chính bản thân cô trải nghiệm nó lại một lần nữa. Xong, mọi thứ nhanh chóng tan biến đi. Ngay khi cô nhận ra trước mắt mình chính là khoảng trời tăm tối và đầy sao. Còn bản thân Thúy, cô đang ở trên ban công. Nhưng thay vì đứng bên dưới nền gạch, cô lại nghiễm nhiên leo lên trên lan can từ bao giờ. Đó là một thanh sắt hình trụ dài, được nối khoảng không gian gần 2 mét lại với nhau. Chúng trơn láng, và nếu giả như có một loài con trùng nào đó bám không vững thì có khi còn chắc chắn sẽ rơi xuống ở độ cao hơn 3 mét. Đằng này lại là Thúy, một người đàn bà 35 tuổi. Điều gì đã thúc đẩy cô tham gia vào trò chơi mạo hiểm này? Thúy hốt hoảng tột cùng. Xung quanh lẫn trước mặt đều không có thứ gì cho cô bấu víu. Phía bên dưới chính là song sắt của cánh cổng rào. Nếu như rơi xuống, chắc chắn chúng sẽ làm thịt cô ngay tức khắc. Nhẹ thì trầy trụa, còn lỡ xui xẻo thì có khi thân thể của cô bị xiên ở ngay đó. Tuy nhiên, trong lúc cô còn chưa tìm được cách bảo toàn mạng sống thì ngay ở sau lưng, một luồng khí lạnh bất ngờ xộc đến. Nhảy xuống đi, bên dưới đó đẹp lắm, mẹ sẽ không đau lắm đâu. Một cái chết rất nhẹ nhàng. Giọng nói khiến cho cô giật nảy mình. Nó đích thị là của Mai Anh. Thứ âm điệu xa xăm và lạnh lạnh kia, chắc chắn đây là vong hồn của nó. Con bé đang hiện lên ngay sau lưng cô, phả thứ không khí đậm mùi tử thi vào gáy, khiến cho làn da lại trung lên những cơn mẫn cảm. Đôi chân cô cũng chung một tình cảnh. Cô vốn đã định sẽ từ từ nghiêng người và xuống một cách nhẹ nhàng, nhưng giờ đây là không thể. Những ngón chân yếu ớt và run rẩy hòa với lớp mồ hôi nhễ nhại là hậu quả của sự căng thẳng, khiến cho thanh lan can như bôi mỡ. Đi cùng con, đi cùng con đi mẹ. Thúy lập tức hét lên. Cả thân thể của cô không thể cản lại những thứ âm thanh rùng rợn thổi lùa vào tai. Cuối cùng, người đàn bà đã sức cùng lực kiệt với từng ấy thử thách tâm lý, đã nhanh chóng lao thẳng xuống bên dưới khoảng không trung. Tuy nhiên, điều không ngờ nhất là chính lúc ấy có một người đang mở cổng bước vào nhà. Hành động kia đích thị đã cứu lấy cô một mạng. Thúy ngay tức khắc rơi xuống nền sân, tai cô va đập, đầu gối chà sát với mỗi mm gồ ghề. Những mảng da thịt bắt đầu tứa máu, cay xè, tê tái, nhanh chóng len vào dây thần kinh của cô. Nhưng ngay tại thời điểm ấy, cô vẫn không quên ngước nhìn lên trên phía ban công. Con bé Mai Anh, à không, linh hồn của nó đứng đó, ánh mắt đầy căm tức nhìn cô, rồi dần dà biến mất. Chị có sao không? Một người phụ nữ và một người đàn ông nhanh chóng đỡ Thúy đứng dậy. Sự chú ý đã kéo cái nhìn của Thúy sang hai người lạ mặt này. Cô nhận ra họ là ai và đến từ đâu qua chiếc đồng phục màu đen. Trên ngực áo có thêu logo của Trung tâm Mai Táng An Bình. Người phụ nữ mang trên tay chiếc giỏ sách nhanh chóng xoa những vết thương của Thúy, đồng thời đề cập ngay vào vấn đề. Hôm trước chị có gọi cho bên em á, hỏi về dịch vụ quật hài cốt đó. Em đoán chắc chị chưa hiểu rõ, nên hôm nay em qua tư vấn kỹ hơn cho mình. Với giọng nói dễ nghe của đa phần nhân viên kinh doanh, cô nàng mỉm cười tươi tắn, tra trả một tràng. Cô hầu như chẳng để tâm tới đôi mắt hoang mang của người đối diện. Nhưng mà hôm trước tôi đã nói không cần rồi mà. Sự lúng túng nhanh chóng hiện lên trong mắt cô gái trẻ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm bao nhiêu lâu nay của mình, không khó để cho cô ta đưa ra lời thuyết phục. Dạ, nhưng mà do chị không có nói gì thêm nên tụi em muốn đến đi tư vấn kỹ hơn cho chị đó. Với lợi thế đã là đơn vị lo liệu cho đám tang của Mai Anh một cách trọn vẹn, cô nàng dễ dàng xua tan đi cảm giác khó chịu của Thúy. Xong, không phải do cô đã bị đồng ý với dịch vụ của họ, Thúy đang suy nghĩ tới một vấn đề khác. Chừng lát sau, trong khi cô nàng nhân viên sau lơ vẫn còn đang say mê tư vấn, Thúy nhanh chóng cắt ngang. Nè, mấy người biết cách nào để vong hồn người chết không thể quấy phá nữa hay không? Ý chị nói là trấn dông ạ. Thúy vốn không hiểu rõ những vấn đề thuộc phạm trù tâm linh. Thậm chí cụm từ cô nàng tư vấn viên nhắc đến cũng gây ra cho cô không ít hoang mang. Tuy nhiên với biểu cảm kia, Thúy nghĩ rằng cô nàng đã hiểu được ý mình. Và thế là Thúy gật đầu. Tình trạng sức khỏe của mẹ con rất xấu. Vị bác sĩ ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình, ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Hoài Phương. Thế rồi cậu co giật đôi môi lên vài nhịp, mắt đỏ hoe đi. Điều đó khiến cho vị bác sĩ lão niên nhận ra những gì mình vừa nói nó tàn nhẫn tới mức độ nào. Tuy nhiên ông không thể giấu giếm tình trạng của bệnh nhân với người thân duy nhất còn lại của bà. Sau này con không nên để mẹ chịu bất kỳ một thứ đả kích tinh thần nào nữa nha. Nếu không, bác không biết phải nói sao đâu. Rồi tiếp đó là một cái thở dài khiến cho Hoài Phương chột dạ. Cậu bấu chặt đôi bàn tay vào hai đầu gối, như thể một cơn tự hành hạ bản thân mình. Hoài Phương ghìm nó thật chặt, thật chặt. Mẹ cậu vốn dĩ bệnh tim khá nặng. Tất nhiên, chúng chỉ thực sự trở thành mối nguy hại khi ba của Hoài Phương mất trong một vụ tai nạn lao động. Sau đó, cả một chuỗi ngày cậu miệt mài để tang ba, rồi lại quay sang túc trực bên giường bệnh của mẹ. Sự cùng cực kiệt quệ cuối cùng cũng đã thừa sức đánh gục đi lý trí của một cậu trai vừa chớm dậy thì. Người yêu của cậu đã tự vẫn, trong khi cậu chưa kịp hứa hẹn gì về một tương lai cho cô bé. Hoài Phương chẳng đủ điều kiện. Nhà cậu không khá giả và có thể nói rằng phải chạy ăn từng bữa. Song trách nhiệm của một đàn ông của cậu thừa thãi tới mức cậu nghĩ rằng mình có thể vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền lo cho đứa con sắp sửa chào đời. Dẫu cậu biết rằng nó nông nổi và ngu dại quá thể. Một đứa học sinh lớp 10 phải cùng lúc gánh trên vai quá nhiều thứ trách nhiệm mà đôi khi một kẻ hơn 30 lại còn phải sợ hãi phủi bỏ đi. Nhưng dĩ nhiên, với con mắt của nhiều người, họ thấy quan ngại hơn là cảm phục. May mắn cho Hoài Phương, Mai Anh chưa từng lo lắng khi gửi gắm tương lai cho cậu. Lần đầu cả hai gặp nhau là trong một buổi ôn luyện học sinh giỏi của trường vào năm học lớp 8. Với những điểm chung ấy, hai cô cậu khắng khích hơn bao giờ hết. Chúng yêu nhau, thậm chí kể cả khi chúng còn chẳng biết rằng cái nhớ nhung trằn trọc, cái nắm tay rạo rực ấy là yêu. Cả hai chỉ thực sự đặt tên được thứ cảm xúc đó từ khi đi đến những cao trào, những hứng thú của sinh lý tuổi mới lớn. Và rồi chúng đã nhận ra, kể từ khoảnh khắc ấy, người đang cùng nắm tay mình, người đang ôm ấp vỗ về mình quan trọng đến nhường nào. Có lẽ người ta sẽ cười chúng vì dại dột quá đổi. Dĩ nhiên, chúng cũng không phủ nhận đó là sai lầm. Nhưng người lớn chúng ta sẽ xử sự như thế nào khi làm sai? Chúng không giấu nhẹm chuyện ấy đi. Chúng không tự ý mình định đoạt và giải quyết cái thai đang tượng hình. Chúng càng không từ bỏ trách nhiệm với nhau, chối bỏ thứ tình cảm mà vài người sẽ cho là ngu nghi. Hai đứa ấy hơn cả khối người lớn chúng ta. Hoài Phương ngồi xuống băng ghế đá trước khuôn viên bệnh viện, lòng thầm ngẫm nghĩ về những điều vừa mới trải qua. Cậu nhớ Mai Anh. Dẫu đã hơn cả ngàn lần tự oán trách mình, nhưng với Phương, bấy nhiêu là vẫn chưa đủ. Mỗi lần cậu quên đi mình đã từng tồi tệ như thế nào, thì cái cách khiến cho cậu nhớ ra nó chính là bật đi bật lại đoạn hội thoại của cô bé. Từng lời từng chữ, từng tiếng khóc như ngoái vào tim cậu những vết cắt sâu hun hút. Cậu có thể cảm nhận rằng khóe mắt mình nóng hổi hơn bất kỳ lúc nào. Cho đến khi Hoài Phương nhận ra có bóng dáng của một người quen. Đó là Thúy. Nhưng cô chẳng đi một mình. Theo sau cô là một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, cầm theo một chiếc cặp. Bên kia là hai người cán bộ công an. Tất cả đều đổ điểm nhìn về phía Hoài Phương. Dự cảm cho cậu biết rằng đó không phải là một điềm lành. Thúy dỡ chiếc kính đen ra khỏi gương mặt rạng rỡ của mình. Cái nắng nóng hơn 30 độ không làm cho cô thiếu đi nụ cười. Chào con trai, có người muốn gặp con đó. Thúy để ánh nhìn về phía hai người cán bộ công an. Một trong số đó đưa tay lên chào theo hiệu lệnh. Chào cậu. Cậu có phải là Nguyễn Hoài Phương hay không? Cậu cẩn trọng gật đầu. Trong lúc ấy, họ tiếp tục mở ra một tập giấy và đọc lệnh. Chúng tôi nghi ngờ cậu đang có dấu hiệu của hành vi cưỡng dâm trẻ em dưới tuổi vị thành niên, trong tình trạng nạn nhân đang trạng thái quẩn bách, miễn cưỡng giao cấu. Mời cậu theo chúng tôi về đồn để thẩm vấn hợp tác điều tra. Sự ngỡ ngàng khiến cho Hoài Phương trợn mắt, không biết phải nói gì tiếp theo. Nhìn thấy biểu hiện ấy, họ nghĩ rằng cô cậu nên phải nghe thêm một thông tin khủng khiếp hơn. Vì luật sư của Thúy, người mặc vest đen xách cặp táp, tuôn ra một tràng với chất giọng đầy lãnh đạm. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng, bao gồm tin nhắn và kể cả DNA của bào thai bên trong cơ thể nạn nhân Huỳnh Thị Mai Anh. Các người nói gì? Cậu nhỏ trước đó tưởng chừng là một kẻ vô hại, phải nhanh chóng khuất phục trước bao nhiêu sự công kích. Ấy vậy mà khi nghe đến lời của vị luật sư, Hoài Phương bỗng trở thành một con người khác. Mắt cậu trợn to, hiếu chiến cực độ. Các người đi mổ cái xác của Mai Anh hả? Thúy nhanh chóng gạt phăng đi câu chất vấn của cậu nhỏ bằng một cái chỉ tay vào giữa trán. Không làm như vậy thì làm sao mà tìm được bằng chứng chỉ tội của mày? Làm sao bắt mày trả giá cho hành động của mình? Con không làm sai gì cả, Hoài Phương khẳng định. Chúng con tự nguyện, và con đã hứa sẽ có trách nhiệm với Mai Anh. Cậu tiếp tục phản pháo. Xong trước bao nhiêu gương mặt dửng dưng kia, chúng chẳng có chút nghĩa lý gì. Bằng chứng đâu? Chúng tôi đã kiểm tra tin nhắn trên điện thoại của cô bé. Không có bất kỳ một tin nhắn nào chứng minh điều đó. Ngược lại chỉ thấy tin nhắn cậu dụ dỗ nạn nhân mà thôi. Vị luật sư đưa ra những mẫu hội thoại đã được in ra tờ giấy, dơ lên cho Hoài Phương. Dĩ nhiên là không có trong tin nhắn rồi. Chúng con đâu có thường xuyên nhắn tin. Con phải chăm mẹ trong bệnh viện suốt khoảng thời gian đó mà. Vậy thì là không có bằng chứng. Ai tin cậu được đây? Nhưng mà cái thai trong bụng của nạn nhân có DNA của cậu, điều này không thể bàn cãi đúng chứ? Được rồi, mời cậu theo chúng tôi về đồn để điều tra. Tôi không đi, tôi còn phải chăm sóc cho mẹ tôi. À, mẹ của mày yếu nhớt vậy sao? Mới hụ chút xíu mà đã sống dở chết dở rồi hả? Câu nói của Thúy còn có uy lực hơn bao nhiêu lời hăm dọa. Hoài Phương nhanh chóng khựng lại, nhìn chằm chằm vào người đàn bà. Sao là cô? Cô đã nói gì với mẹ con? Tao chỉ cho bà ta biết bộ mặt thật của thằng con trai của bà thôi. Sao cô làm vậy? Mẹ con bị bệnh tim đó. Hoài Phương kích động định lao tới, nhưng cánh tay chắc nịch của hai cán bộ công an đã ngăn cô cậu làm điều ấy. Hoài Phương trong mắt họ không khác gì một con thú hoang sẵn sàng cắn người vô cớ. Nhìn cảnh tượng ấy, rất đông người đã kéo đến vây kín xung quanh. Nhiều cặp mắt tò mò săm soi cậu nhỏ và những người trong cuộc. Một phiên chợ Tết diễn ra sớm hơn thường khi, nhưng ở đây chẳng có thứ hàng hóa nào được bày bán. Thứ họ đổi chác là thị phi và nhân tính. Tại sao tao phải đi tìm hiểu bệnh lý của mẹ mày trước khi tới hỏi tội về cách dạy con của bà chứ ha? Mặc dù cả thân thể bị vây hãm bởi vô số gọng kìm, Hoài Phương vẫn chẳng hề nao núng. Cô có tư cách gì? Tư cách là tao dạy con tốt hơn mẹ mày. Tư cách là tao không dạy con đi phá hoại cuộc đời của một người nào khác. Tao cũng không dạy cho con tao ích kỷ, chỉ nghĩ tới vài phút sung sướng để rồi bỏ mặt con gái người ta chết trong uất ức. Thúy tuôn ra xa xả hàng loạt thứ trong điên loạn và bất phân ngữ cảnh. Nhưng dẫu như thế, chúng không mấy khiến cho Hoài Phương thay đổi ánh mắt hàng học. Đúng vậy, cô không dạy những điều đó. Và cô cũng không dạy bất cứ thứ gì cho Mai Anh. Mày nói cái gì? Khóe mắt của Thúy dấy lên chút căm tức trước thái độ đầy đối kháng của Hoài Phương. Mai Anh chắc chưa bao giờ đối với cô. Vì lý do gì sao cổ chết? Nhưng đáng lý cô phải nhận ra từ lâu rồi chứ. Thúy cười lên khằng khặc trước những câu hỏi của cậu. Nó làm cho cô gợi nhớ đến đoạn hội thoại trước đó mình đã từng được nghe. À, mày tính nói tới cái đoạn ghi âm cắt ghép đó hả? Thôi đi, mày tưởng tao là con nít chắc. Ngay tại thời điểm ấy, cô vẫn đầy sự tự tin, cho đến khi Hoài Phương chen ngang. Cô vẫn chưa nghe hết nữa mà. Phần hay vẫn còn nằm ở phía sau đó. Gương mặt của Thúy bất giác khựng lại, nghi hoặc, lo lắng và đầy hỗn loạn hiện rõ trong ánh mắt của cô khi nhìn Hoài Phương. Vào một buổi sáng thứ tư, đáng lý Mai Anh phải ở trong lớp học để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Nhưng cô bé lại có một mối quan tâm khác lớn hơn. Nhất là dạo gần đây, Mai Anh cảm nhận được cơ thể của mình bỗng có điều gì đó khác lạ. Linh tính cho cô biết rằng sau những lần khám phá sinh lý của tuổi mới lớn với người bạn trai 3 năm, Mai Anh đã có dấu hiệu thụ thai. Và quả nhiên, cô bé đoán đúng. Một vị bác sĩ nữ lớn tuổi tại một phòng mạch tư nhân nhìn dáng vẻ nhỏ thó cùng với gương mặt búng ra sữa của cô bé thì bất giác tỏ ra quan ngại. Con có thấy khó chịu không con? Vì sao khó chịu ạ? Nó ngơ ngác hỏi bác sĩ. Ý cô là cái thai trong bụng có làm con khó chịu không? Con có thấy đau ở đâu hay không? Dạ không. Cô bé lắc đầu một cách đầy thoải mái. Sao con không đi chung với ba mẹ tới đây mà đi một mình? Con không có ba. Mẹ con thì... nhưng mà con vẫn có thể giữ lại đứa bé chứ. Một sự thảng thốt hiện lên trong mắt người bác sĩ. Đây là lần đầu tiên bà tiếp nhận một bệnh nhân có thai dưới tuổi vị thành niên mà bình thản như cô bé này. Điều đó không khỏi làm cho bà giật mình. Sao con lại muốn giữ lại nó? Con không sợ gia đình, bạn bè cho thầy cô biết chuyện này hay sao? Dạ không ạ. Con rất vui khi có nó. Và con nghĩ bạn trai con cũng như vậy. Không được đâu. Con còn rất là nhỏ. Làm sao con có thể chăm sóc em bé được? Đây là một sinh mạng, chứ không phải là một con chó con mèo đâu con. Nuôi một đứa trẻ là một vấn đề đó. Vậy con phải làm gì ạ? Con nên về hỏi lại gia đình. Hoặc là nếu không á, con nên phá bỏ nó đi. Thai vẫn còn nhỏ, sẽ không có ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Và... Mai Anh chau mày, nhìn người bác sĩ một lúc trước khi đặt ra một câu hỏi khác. Lúc nãy bác nói đây là một sinh mạng, không phải là con chó hay con mèo kia mà. Cơn lúng túng khóa chặt môi người nữ bác sĩ trung niên. Bà không biết nói gì ngoài những tiếng ậm ừ. May mắn, cuộc điện thoại của cô bé đã giải thoát tình cảnh thảm thương của bà. Cô chủ nhiệm nói sáng nay con không đi học. Con học cái thói bỏ học đi chơi tới ai vậy? Giọng của Thúy chát chúa vang lên ở đầu dây bên kia. Dạ con thấy không khỏe nên đi bệnh viện khám bệnh. Thôi đi, đừng có nói dối. Con mà bệnh tật cái gì? Để đó, mẹ đang bận. Tối nay mẹ xử tội con. Thúy nhanh chóng cướp máy, kèm theo một lời dọa nạt. Mai Anh không có vẻ gì là quá hoảng sợ với những điều mẹ mình nói. Ắt hẳn nó đã thành một cái lệ. Cô bé nhanh chóng tắt điện thoại, quay sang người bác sĩ. Tuy nhiên ngay khi vị bác sĩ nhìn thấy hình nền trên điện thoại của cô bé, bà liền khựng lại. Ngẫm nghĩ một lúc, bà chỉ vào người phụ nữ đang chụp chung với Mai Anh và hỏi: Con với cái người này là cái gì? Dạ đây là mẹ của con. Mẹ con tên gì? Dạ Thúy á. Những câu hỏi dồn dập khiến cho Mai Anh tỏ ra khó hiểu. Bác có quen với mẹ con sao? Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên sát mũi, mắt hướng nhìn ra ô cửa sổ ngay bên cạnh, như mường tượng về một vùng hồi ức nào đó. Mãi một lúc sau, khi sự kiên nhẫn của Mai Anh sắp cạn kiệt, bà mới thong thả nói: Mẹ con chắc không biết bác đâu, nhưng còn bác thì nhớ như in mọi thứ về mẹ con đó. Khóe môi của bà giãy giụa, quằn quại với những cái nghiến răng. Từ nơi khóe mắt của bà có thể nhận rõ một sự căm tức đến tột cùng. Chính cô ta đã khiến bác từ một bác sĩ ở bệnh viện lớn phải đến làm việc ở phòng mạch nhỏ bé như thế này. Bác thù mẹ con tới tận xương tủy đó. Mai Anh cảm nhận được một chút sự nguy hiểm. Cô bé ngồi lọt hẳn vào bên trong chiếc ghế bành, ánh mắt đầy cẩn trọng nhìn người đàn bà. Mẹ con làm gì bác ạ? Bằng một vẻ phẫn uất, bà nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô bé và bắt đầu tuôn ra những câu từ một cách chậm rãi. Những người xung quanh đang vây kín lấy cậu bé Hoài Phương, Thúy và hai cán bộ công an. Ai nấy đều im lặng, lắng nghe đoạn hội thoại ở bên trong điện thoại của Hoài Phương. Bác sĩ nói là trước đây bà làm bác sĩ gây mê ở một bệnh viện thành phố. Trùng hợp, đó cũng là nơi ông bà ngoại của mình cấp cứu sau vụ đụng xe. Bà ấy nói là khi chiếc xe tông vô, hai ông bà đã may mắn văng sang một bên đường. Cả hai người chủ yếu bị tổn thương ở phần mềm, nên tỷ lệ sống rất là cao. Chính bà là bác sĩ phụ trách gây mê cho ông bà ngoại của mình, và tất nhiên là ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Thúy nín thở. Cô quay sang khắp nơi, hòng tìm cho mình một khe hở. Tuy nhiên, cô đã vô tình trở thành trung tâm của một vòng tròn khép kín. Thúy không thể nào thoát ra ngoài theo một cách thông thường. Trong khi đó, giọng Mai Anh vẫn tiếp tục. Nhưng rồi đột nhiên sau ca phẫu thuật á, ông bà ngoại cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Cứ thế mà ông bà dần liệm đi, rồi tắt thở ngay sau đó. Khám nghiệm tử thi phát hiện nồng độ thuốc gây mê cao bất thường. Bà bác sĩ gây mê duy nhất phụ trách liền bị truy cứu trách nhiệm, rồi bị sa thải. May mắn là không bị buộc án phạt hình sự nào, do là bên bệnh viện cũng cố giấu đi. Ban đầu bà vẫn nghĩ đó là do lỗi của mình, nhưng rồi cho tới khi bà gặp lại một người y tá. Thôi, tắt đi, nghe kể lễ có ích gì. Mày chỉ muốn làm cho người ta quên đi tội lỗi của mày thôi, có đúng không? Thúy nhanh chóng cắt ngang đoạn ghi âm bằng cách nói chen vào. Tuy nhiên, dưới ánh mắt kiên định và sự ủng hộ của vô số người đang theo dõi câu chuyện, lời của Thúy vốn không mấy quan trọng. Tiếng nức nở của Mai Anh lại vang lên. Người ấy nói là chính mẹ mình là người tiêm thuốc gây mê vào người ông bà ngoại trong lúc chăm nom hậu phẫu á. Cô ấy nhìn thấy, nhưng mẹ mình cho cổ một số tiền, bắt cổ phải giữ bí mật. Sau này vì cắn rứt quá, cô ấy mới kể lại cho người bác sĩ gây mê kia. Nhưng mà có ích gì, ông bà mình màu xanh cỏ rồi. Và ngoài lời khai của người y tá kia, cũng chẳng có thứ bằng chứng nào nữa. Phương ơi, tại sao mẹ mình có thể làm vậy? Mình không muốn tin, nhưng mà rõ ràng bà nữ bác sĩ kia bịa chuyện để lừa gạt mình làm cái gì. Mình phải làm sao đây? Rồi nếu như khi mẹ mình nhận ra là mình biết được mọi chuyện, bà ấy có giết mình không? Có thể lắm. Với mẹ mình, thứ bà ấy quan tâm nhất là tiền thôi. Mình đối với bà ấy cũng chỉ là một thứ thừa thãi. Mình không muốn sống với một người dối trá và nhẫn tâm vậy. Mình không muốn làm con của bà ta. Mình không muốn sống nữa Phương à. Phía bên trong điện thoại, tiếng khóc nấc liên tục vang lên, và rồi tín hiệu mất đi. Mọi người lúc này đã ngầm hiểu được rồi, cô bé đã làm những gì sau đó. Hóa ra đó mới chính là thứ dẫn tới kết cục bi thảm của Mai Anh. Không phải vì cái thai trong bụng, không phải vì người bạn trai 3 năm vô trách nhiệm, cũng tuyệt nhiên không phải là sợ dư luận. Thứ khiến cho cô bé sợ hãi nhất, mất lòng tin nhất, chính là tình thân. Chúng ta sẽ tự hỏi, cân đo xem liệu thứ tình nào là cao cả và thiêng liêng nhất. Vài người sẽ nói là tình yêu, tình cảm bạn bè. Nhưng phần đông sẽ nói rằng đích thị đó là tình thân, tình cảm cha mẹ dành cho con cái, và ngược lại. Thế nhưng đó cũng chính là thứ tình cảm dễ dàng mất đi bản chất tốt đẹp nhất, bởi lẽ không ai lại đề phòng chính người thân ruột thịt của mình. Không ai lại ngờ vực hay kiêng dè những người có chung dòng máu, chỉ cho đến khi họ đau điếng nhận ra mình đã trót trao lòng tin cho những người không đáng. Xin đừng vội trách Mai Anh là dại dột và chẳng thấu đáo. Với một cô bé 15 tuổi, bị xem là một thứ thừa thải đã quá là khủng khiếp rồi. Tôi biết có rất nhiều bạn mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm, và thậm chí còn phải trải qua vô số thứ khủng khiếp hơn Mai Anh nhiều. Nhưng bạn à, chúng ta kể cho nhau nghe, không phải để đem nỗi đau ra so sánh và tính toán, bởi ai cũng đau như nhau cả thôi. Ở những hoàn cảnh khác, môi trường và tư duy khác, cách tiếp nhận vấn đề đã có sự khác biệt rồi. Dĩ nhiên, kể cả sức chịu đựng của mỗi con người cũng vậy. Với những người chẳng may dại dột đi đến bước đường ấy, xin đừng chỉ trích họ. Phải đau đớn khốn cùng lắm, người ta mới chọn lấy cái chết. Nhưng còn những người đang sống, nếu giả như có một ngày bạn nghĩ đến cái chết, thì xin đừng vội. Dẫu cho xung quanh bạn, ai nấy cũng đều là những người vô cảm, và trong mắt họ, bạn không đáng giá một xu. Nhưng yên tâm, chúng ta là những vì sao trong chính bầu trời rộng lớn này. Nơi nào có mây mù và che phủ ánh sáng của ta, hãy đi đến một vùng trời khác. Khi đi đến một nơi đủ tốt, tức khắc ánh sáng của chúng ta sẽ hiện hữu mà thôi. Hãy tin tôi. Cuộc đời không đẹp và lắm điều khắc nghiệt, nhưng ít nhất sau mỗi ngày dài mệt nhoài chiến đấu, mỗi khi nhìn lên bầu trời, tôi hy vọng sẽ có thể nhìn thấy bạn, thấy tất cả chúng ta đều đã chọn cho mình một vùng trời để rực rỡ và tỏa sáng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người Mẹ Nhẫn Tâm, một sáng tác của Trần Phùng. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.